Tệ tôn lời dạy tỏ tường năm điều phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tranh thoát đằng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quy mến ta đi việc mà. Ta đi với nghiệp của ta dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình ta thọ quả báo phân minh cỡ thành. Sabbe satta avera hon tu sukhita hon tu nidukha hon tu abhyavaccha hon tu anika hon tu dikhayuka hon tu aroga hon tu sambatti asamicchan tu sukhe atta nang bariharan tu dukkhapatta chanit dukkha payapatta chanit payapatta chaniso kahon tu sabbe vibhino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được yên vui, đừng có khổ, đừng nằm hại lẫn nhau, đừng hẹp đường, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hay giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Tha nhá, con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh các bạch trì bát quan trai giới. Uka samayang quan te vi sum vi sum. Rakana tha yati sarane na saha thang ga samang na ga tang ubo sarang ya cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dạm bi ma văn hoành tê bi sum rakana tha yati sarane na sa ha a thang ga sa mang na ga tang u bo sa thang ya cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì ta tỳ giảm bi ma văn phành tê vi sum vi sum ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha a thang ga sa mạng ga tăng u bồ sa thăng và cha ma bạch qua đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con và dạ, sa thú lành thai. Con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Chư thiên kinh lễ chư tôn tiền lễ tăng trong nhà Việt Nam mà chúng tôi không được rõ, kính chào quý ni sư, quý cô tu nữ, chào chư thiền nam tín nữ, thiền hữu trí thức. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy và bát quan trai giới lên đạo tràng Phật hội. Bụt đàn sợ năng gạch sơ hà mi, con em lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sợ năng gạch sơ hà mi, con em lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn căng sợ năng gạch sơ hà mi, con em lòng thành kính xin quy Tăng. Đức Di Dòng bị Bụt đang sợ đang gai cha hà mi con em lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì Đức Di Dòng bị đắp mang sợ đang gai cha hà mi con em lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì Đức Di Dòng bị sang căng sợ đang gai cha hà mi con em lòng thành kính
xin quy tăng lần thứ nhì. Tạ Di Dâm Bi Bụt Đăng Tạ Nâng Ca Chi Hàm Mi Con Em Lòng Thành Kính Xin Quy Phật lần thứ ba. Tạ Di Dâm Bi Đăng Mang Tạ Nâng Ca Chi Hàm Mi Con Em Lòng Thành Kính Xin Quy Pháp lần thứ ba. Tạ Di Dâm Bi Sang Thắng Tạ Nâng Ca Chi Hàm Mi Con Em Lòng Thành Kính Xin Quy Tăng lần thứ ba. Bụt đăng sa ra năng gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Đóng măng sa ra năng gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khăn sa ra năng gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng. Đồ tỳ giảm bi bụt đăng sa ra năng gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đồ tỳ giảm bi đâm măng sa ra năng gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đồ tỳ giảm bi sang khăn sa ra năng gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ nhì. Đồ tỳ giảm bi bất đẳng sa ra năng gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Đồ tỳ giảm bi thổng sa ra năng gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tạ Tỳ Giảm Bi Sang Khăn Sa Ra Năng Gacchami con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Tỳ Sa Ra Năng Ni Thiết Tăng phát huy đảm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ma phan tê và chúng con xin vâng. Ba na ti ba ta về râm ni si kha bất đẳng samadhi ya mi con xin mấy giờ điều học là quy chánh sa si sát sanh a đinh na đa na về râm ni si kha bất đẳng samadhi ya mi còn xin quan dự điều học là quy chánh xa sĩ tròn cấp abramacharya về làm anh đi sĩ cao bất năng samadhiya mi còn xin quan dự điều học là quy chánh xa sĩ thông dâm mục sa wa da về làm anh đi sĩ cao bất năng samadhiya mi còn xem mấy điều học là quỷ chánh xa sẽ nói dối sura me ra yam ma chập pa ma đắc tha na quỷ là mạnh ni sau bất thắng sam ma đi yam mi còn xem mấy điều học là quỷ chánh xa sẽ lâu và sai vị ta là phu cha na quỷ là mạnh ni sau bất thắng sam ma đi yam mi có nguyên như điều học là quy chánh xa sẽ ăn sái giờ nên chế nghi ta qua đi ta vi su cả đa sa na ma la gan tha vi lê ba na tha ra na ma na na vi phu sa na tha na vệ la ma ni sẽ không thân sa ma đi ya mi còn xin nguyên như điều học là quy chánh xa sự múa hát thôi kèn đường xem múa hát nghe đèn kèn trang điểm thôi vật thơm dầu phận và đeo chẳng hoa un chai sa ya na ma ha sa ya na vệ la ma ni sẽ không thân sa ma đi ya mi còn xin nguyên như điều học là quy chánh xa chỗ nằm ngồi nếu quá cao và xinh đẹp. Bana ti ba ta về ramani sikha badang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự sát sanh adinna dana về ramani sikha badang samadhiyami con xin vâng giữ điều học là cô ý tránh xa sự trộm cắp arammacariya về ramani sikha badang samadhiyami
Con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự thâm dâm. Mu sa qua đa về ramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayamachapamadathana về ramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalapochana về ramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự ăn sai giờ. Nacca gita awa di ta aviso kata sanna mala gantha vile mana tha rana mang dana vipo sada tana về ramane sikha padang samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn đờn. Xem múa hát nghe đờn kèn trang điểm thơ vật thơm rồi phân và đeo trạng hoa. Uột cha sayana maha sayana về ramane sikha padang samadhiyami. Con xin dự điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Imang ác thăng và sầm măng na ga tăng vượt tháp và nhà tăng u bồ sát thăng imang cha ra tình imang cha đi qua sang sầm ma đề qua a thi ra khi tâm sầm ma đi ya ma. Chúng con xin thọ trì bát quan trai giới tròn của tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu để vân dự hành theo cho được trong sạch còn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong đời hiện nay. Imani atthasika bhagyani uposatasi lavasena iman charating iman chadivasang sathukang katoam bhamadena samarak khi tóc băng. Chư Phật tử, sau khi thọ trì tam quy và bát quan trai giới nơi tam bảo rồi, và đang vân dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phan tê, và chúng con xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na phokasam badai, sile na nekutin yanti tasmai, silang viso thát yên. Các chúng sanh đã sanh về cõi trời cũng như dữ giới được giàu sang, cũng như dữ giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng như dữ giới. Bởi các cây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch định để lòng nhớ. A tu lành thai uột tà mạng ghê nà quanh đê hăng ba đà phạn xâm và ruột tà mạng buộc thể vô cái lý tổ đơ sơ buộc thô khả mà tu tăng mà măng uột tà mạng ghê nà quanh đê hăng thẩm manh cho đức quý thăng và răng thẩm mê vô khá lý tô đổ sâu thẩm mô khá mặt tụ tăng mà măng uột tà mạng ghê nà quanh đê hăng sẵn khanh cho đức quý thốt tà măng sẵn khê vô khá lý tô đổ sâu sẵn khô khá mặt tụ tăng mà măng. Sirat minh mê bút tha sê thu sa rê bút tô gia đắc khi nê hoa mặn sê mộc gà la nô pô ra tô bê la can tê yam bạch khi mê ma ma a nan đô kỳ na sa hoa cha tôn đi sa sa măn ta lô ca ba la chi in đa đê hoa sa phrom ma ca e tê sa ngà nú hoa vê na sa bê pha gia u băn tha hoa a nê ca an ta ra gia pi vi na san tu a sê sa to si ti ya cha na ga tha sin tham man tu sin tham man tu sin tham man tu đăng pha lăng
etasmin ratanataya smin sambasadana che ta so cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xá thu lành thai dặn kinh tích của sa la cảm mang cách tập bằng khi đi dặn mà cả dê nào quả cha mana sa tí đa xe sư gà tăng gà tăng dê sa ta sam nhì nô a tỷ dê cha sa ta a sam nhì nô cà tăng buồn nhà phà lăng mày hằng sắp bê pha ghi và hoàn tụ tệ dê tăng cà tăng sư quý đi tăng định năng buồn nhà phà lăng mà giả dê cha ta ta na cha năn tí đệ qua gần tò nhì dễ đại dung sắp bê lô cầm hì dễ sát ta chệ quan ta hạ ra hê tu ca mà muôn năng phổ cha năng sắp bê nó phan tu mầm a chê ta sa tích phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điệu là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta và chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu kinh cùng thiên chúng đến hầu mạch nhai có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền sao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tâm cùng Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhục Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhục Quỳnh lễ bái Tam Bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với Chư Tôn Đức. Nhục Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Liễu Tâm cùng Chư Tôn Đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Liên và quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi chúng ta được ngài Liễu Tâm trả lời những câu hỏi trong đạo tràng. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị chuẩn bị sẵn sàng những câu hỏi để đưa bàn tay lên hỏi, hoặc là chết chắc thì tạm thời Nhật Quỳnh sẽ đọc, nếu có vị nào hoan hỷ làm thị giả cho ngài thì đưa bàn tay lên. Nhật Quỳnh xin sẽ mời quý vị để làm thị giả cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, một lần nữa kính mời quý vị lắng tâm thanh tịnh cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa tham tham mắt đề sa na ya cha na ga tha rama cha lo ka thi ba ti sa ham ba ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san san te tha sat tap ba da cha ba kha
Bà cha tí ca đề xê tu thăm măng anu cam bí măng bà chăng. Sa thăm mê ri vi na danh cha ca văn sụa tanh cha măng thăng a phi thăm. Má chậm măng a cơ ta danh tơ ta tu sát cha đăng đăng bập bở thà này dê bà đi xa dạ mạch chê. Phạm thiên vẫn ngầm ngồi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, tịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha La Dạ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh ngài Liễu Tông từ bi hoan hỷ đăng đàn để thử âm thanh ạ. Mến chào Nguyên Trang. Dạ con kính dâng bích đến ngài ạ. Nam mô Bụt Tha La Dạ. Nam mô Tát Sa Ma Quá Tô Và Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Ma Ra Quá Tô Và Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Tát Sa Ma Ra Quá Tô Và Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát Sa. Nam mô Bụt Tha Dạ. Kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư cận sinh nam và sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng cho tôi rõ. Chúng tôi đang xài cái vật sinh mới, cũng chưa rành gì lắm. Không biết nếu mà buồn mic ra nó rớt cái mic xuống hay không, hay là làm sao để cho nó dính lại. Quý vị nào rành chỉ đi, chứ không hồi nó chắc rớt lên rớt xuống hoài. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha La Dạ. Dạ, chúng con nghe âm thanh ngài rất là tốt bạch ngài. Còn vị nào mình đã dùng cái bên thoát mới thì làm ơn chắc lên hoặc là cầm mic để ngài dùng sao cho nó đúng. Nhật Quỳnh thì chưa có dùng cái bên thoát mới nên Nhật Quỳnh không có rành. Dạ, vị nào đã dùng rồi thì chỉ ngài giống như ngài nói vậy đó. Dạ, Nam mô Bụt Tha La Dạ. Vậy là Trang rồi. Nguyên Trang hôm nay có làm thị giả cho ngài được không Nguyên Trang? Nguyên Trang ơi, hôm nay có cầm mic được không? Có làm thị giả cho ngài được không? Để Nhật Quỳnh coi coi. Có một cái vị nhờ Nhật Quỳnh. À, mến chào Kim Nhung người giàu đạo tràng. Có một vị nhờ Nhật Quỳnh hỏi hai câu. Chưa có câu hỏi à. Nhưng mà giờ người đó chưa vào đạo tràng. Thôi, để một chút Nhật Quỳnh canh cái vị đó vào đạo tràng thì Nhật Quỳnh sẽ hỏi. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị. Dạ, mời tất cả quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, quý vị có thể đưa bàn tay mình lên hoặc là có những câu chích chát để Nhật Quỳnh sẽ đọc. Tiếp theo đó thì có Nguyên Trang. Dạ, kính mời quý vị ạ. Dạ, chưa có câu hỏi cho phép con được hỏi câu mở hàng để đạo tràng không trong khi chờ đợi chuẩn bị bạch ngài. Dạ, bạch ngài, trước giờ đó thì con cứ nghĩ chư thiên dạ so là một cái chúng sanh không được tốt lắm. Dạ, theo con nghĩ cái phàm phu của con nghĩ. Dạ, thấy nắng chiều rồi. Nắng chiều nói cái micro của ngài hả? Dạ. Thì con nghĩ là một chúng sanh già so là coi như là hành vi không được tốt lắm. Nhưng một hôm con nghe được một bài pháp á, thì nói là vua Bình Sa Vương. Dạ, vua Bình Sa Vương đã đắc quả Tu Đà Hoàn lúc ngài còn tại thế. Mà khi mà ngài chết á, ngài qua đời á, thì ngài
ngài sẽ hóa sanh là một dạ so, mà dạ so cái phần nói sao đó, con nghe như là có đại thần lực luôn. Dạ con kính bạch ngài, ngài giảng dạy thêm về cái chúng sanh dạ so này cho con hiểu được ạ. Con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Kính bạch Chư Tôn hay dạ, kính thưa chư quý vị. Tại các anh kia thổi rác ồn quá, coi như mình chưa có lặp lại chứ nghe không được rồi. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha. Dạ. Dạ, con xin lặp lại câu hỏi của con. Từ trước giờ đã bạch ngài, con nghĩ là chúng sanh nhà so là có những cái sở hành không tốt và cũng có một cái chỗ giống như cái địa vị gì đó, con không biết nói sao từ từ Phật học, nhưng mà coi như là không được gọi là tốt. Nhưng mà một hôm con nghe được một bài kinh của một vị đã giảng thì nói là vua Bình Sa Vương đã đắc quả Tu Đà Hoàn lúc ngài còn ở tại thế, nhưng mà khi ngài bị con ngài hành hạ đến chết thì ngài sẽ quá sanh là một chúng sanh dò so, mà chúng sanh dò so này nó có đại thần lực. Và ngài giảng dạy thêm cho con hiểu về chúng sanh và chư thiên dò so đó bạch ngài. Và con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Nam mô Bụt Tha. Dạ, kính bạch Chư Tôn. Kính thưa chị quý vị, thật sự dạ so nó có nhiều loại lắm chứ không phải là một loại. Dạ so thiên cũng có, và dạ so nó thuộc loại thấp, tức là loại làm tay sai trong các chư thiện khác cũng có, làm người ấy này kia em xong, chứ không phải là dạ so lúc nào cũng vậy. Cái nghiệp của Vua Bình Sa đó thì dù rằng đã đắc, nhưng mà chúng tôi có từng đọc cái một tài liệu mà không thấy xác nhận là họ viết từ đâu ra. Và trong tiền kiếp có những kiếp ông làm gì đó, thành ra dầu kiếp này ông đã đắc Tu Đà Hoàn nhưng mà ông vẫn bị giết, bị như vậy đó. Thành ra cái nơi mà ông sanh lên đó thì ông vẫn phải thọ những cái quả đó, nó theo nó báo vậy đó. Dầu rằng bậc sơ quả nhưng mà không có được giống như những bậc sơ quả khác, nghe không? Thành ra cũng giống như bà A-la-hán cũng vậy, có những bậc A-la-hán đó mà nói mèo đó móc hàng ngày rồi này kim xong, hay là này nọ xong, là do theo những nghiệp cũ mà theo kịp cái nó phá vậy hoài đó. Thành ra giả so thiên mà có là bậc thánh, nếu mà phước được nhiều thì nó mới là làm lớn được chứ, còn ông nói rồi ông đâu bằng mấy chư thiên kia. Nhiều khi chư thiên phàm nhân mà ở trên cõi đó, nhiều người vẫn cái phước nó vẫn nhiều hơn. Ví dụ như vì thấy cái kể chuyện mà ông vô trời để thích tôi xuống lén lén để bác cho ngài Ma Cà Sà Bà cũng vậy. Ngài đó mới hỏi tại sao, thì ông nói ông vậy chứ so nhiều chư thiên hào quang ông còn yếu hơn nhiều, sao ông phải đi kiếm phước để cho cái hào quang ông nó được sáng lên thì cho bằng mấy gì kia là như vậy đó. Thì trường hợp của Vua Bình Sa cũng vậy. Nam mô Bụt Tha. Dạ. Sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã chỉ dạy cho con. Thấy hình như Chánh Tâm có câu hỏi, phải không? Có phải nhờ Quỳnh Chánh Tâm có câu hỏi không? Nếu ra Quỳnh Chánh Tâm cầm mic được thì giờ Quỳnh kính mời Quỳnh Chánh Tâm có thể cầm mic hỏi ngài. Dạ, vậy Quỳnh Chánh Tâm cầm mic hỏi ngài ha. Dạ, kính chính chào Quỳnh Kinh về vào đạo tràng. Dạ, con xin đánh lễ sư, và con xin kính chào đạo tràng.
Thưa sư, con xin muốn hỏi sư sự khác biệt giữa sát na định và cận chỉ định và an chỉ định. Và câu thứ hai của con là nếu mà những người có cận chỉ định hay là an chỉ định, khi họ có một cái định cao, họ có thể nhảy qua tu tập thiền quán dễ hơn, hay là thiền quán chỉ cần sát na định là đủ rồi? Xin sư giải thích cho con. Con xin xuống mic, cảm ơn. Nam mô Bồ Tát và kính bạch chư tôn mẹ và kính thưa chư quý vị. Chỉ định nó phân biệt ra chứ nó không có, nói Việt Nam mình thì nói không có phân biệt là khó hiểu. Định trong Bali đàng hoàng nói theo thiền chỉ và định có ba, tức là nó gọi là Parikamma Samadhi, rồi tới Appa, rồi tới Uggahai Nimitti, là nó là Uppajjhaya Samadhi, rồi mới tới là Appanna Samadhi. Thành ra cái của ấy đó là nó gọi là định sơ khởi hay là định gì tùy theo cái quy dịch của tiếng Việt Nam. Có nhiều dịch cũng khác nhau, nhưng ba loại đó cái tên nó cũng khác. Còn cái loại mà dành cho thiền minh sát á, thì nó gọi là Khanika Samadhi, tức là mới gọi là sát na định. Còn định thứ hai đó là mình gọi cần chỉ định này là loại mà đắc thiền an chỉ định. Thì bây giờ nó khác nhau rất là xa, chứ không phải là nó gần nhau, thành ra không thể mà lặp qua lặp lại được. Nó khác là như thế nào? Sát na định của thiền minh sát đó là nó bắt đầu từ lúc mình hành thiền minh sát cho tới khi nào mình gần đắc đạo quả, nên nhớ chuyện đó mới gọi là sát na định thắng qua tất cả. Dầu rằng nó tới đó đó, nhưng mà khi mà nó lên là cận chỉ định, lúc nào là cái lộ đạo đó, lộ đạo mấy cái đầu tiên nó gọi là tệ anu lôm, rồi tệ chuyển tập, rồi tới đạo quả. Thì đạo quả đó nó là Appanna Samadhi, tức là an chỉ định đó. Còn trước đó đó nó mới gọi là cận định mà thôi, chứ không phải lúc nào cũng gọi cận định được. Thành ra hành thiền minh sát đó, cận định với an chỉ định nó phát sinh trong lộ đạo, tức là đã đắc đạo rồi mới có cái đó, chứ còn bình thường thì không có. Còn trong thiền chỉ đó thì mình hành thiền cái định đầu tiên đó, nó gọi là Parikamma Samadhi đó, thì nó sẽ đi cho tới khi nào mà ông có hạ niêm mít phát sanh. Nghĩa là nó có lúc đầu là mình nhìn, là mình nhắm mắt mình thấy những cái niêm mít đó đó, thì cái đó nó gọi là cái định đầu tiên, mà nó không gọi sát nào, không gọi sát nào định đâu, không gọi đó. Rồi khi nào mà nó có năng lực rồi đó là nó cần chỉ định. Rồi khi nào mà nó đắc thiền thì gọi là an chỉ định. Ba cái này, cái ba cái khoảng nó khác nhau. Nhưng mà trong thiền mình sát sát na định nó đi từ đầu cho tới gần cuối đó. Gần tới. Thành ra quý vị, nếu mà quý vị nào học gồm trình tâm rồi đó, sẽ thấy trong cái lộ mà lộ đạo đó, tức là ba bốn cái sát na đó là nú tức là nú lơm, mà nú lơm rồi tới tệ. Tức là tệ thần thứ đó, thì cái tệ thần thứ với cái tệ mà chiến tộc đó thì nó gọi là cận định, mà mắt đạo với quả nó gọi là sát na định, thì nó gọi là an chỉ định. Hai cái nó khác nhau chứ nó không có giống nhau. Thành ra khi nào mình làm thiền chỉ á, bắt đầu là bà đi cầm Samadhi, rồi cho tới khi nào nó đổi cái niêm mít rồi, rồi mình mới bắt đầu mình chuyển lên tới từ bà ti pha cái niêm mít đó. Thì lúc nào mà từ cái bà ti pha cái niêm mít, tức là tại không phải cái định cái đó gọi là gì, tự nhiên tưởng tượng quên cái gì, thì lúc đó nó mới chuyển thành Appanna Samadhi được, tức là an chỉ định được. Chứ lúc đầu là không có được, không có giống như cái bên kia. Thì giọng quý vị hiểu chúng tôi nói là một thầy á.
con Bích Tha, dạ, dạ con thấy Vinh Chánh Tâm đã tri ân ngài rồi. Dạ con thấy câu hỏi của Tam Quý, dạ, con xin được phép kính bạch ngài, con có hai câu hỏi. Một, một người có đông anh em trong gia đình có phước hơn là người không có anh em nào, là con một, đúng không ngài? Câu hỏi thứ hai, còn người không có vợ, không có chồng, cô đơn một mình, nghĩa là người đó thiếu phước hơn những người đang có gia đình, vợ chồng đầy đủ, phải không ngài? Con kính tri ân thời gian giảng dạy quý báu của ngài cùng đạo tràng. Nam mô Bích Tha, dạ, dạ con kính nhân Bích đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị, cái này không có gì đúng cả. Bởi vì một người có đồng gia đình mà gia đình tốt, ngày anh em cãi lộn tùng lông hết, lộn lão gây nhau là do giành việc của ông già bà già để lại, thì chuyện đó không có gì gọi là anh chị em đông mà có bước cả. Ha. Còn một còn không có anh em vậy đó, mình nó có phước cũng đúng mà không có phước cũng đúng. Mà tại vì nếu có phước thì người đó đó phải có cộng nghiệp tốt với cha mẹ. Quý vị nên nhớ đây, giữa cha mẹ con cái nó có ba loại nghiệp khác nhau. Thứ nhất là nếu mà người con mà tới với cha mẹ đó, mà tới với một cái nghiệp mà nghĩa là cái biệt nghiệp người đó đó tốt hơn cái nghiệp biệt nghiệp của cha, cộng nghiệp của cha mẹ, thì người đó tới làm như vua trong người trong gia đình, ông già bây giờ cũng sợ con. Có những người con tới chùa đó thì có cái sợ cái không sợ, cha mẹ nói có cái nghe cái không nghe. Nhưng mà người con tới với cái nô lệ đó, nghĩa là tới với cái biệt nghiệp, cái cộng nghiệp nó có ba loại, gặp nhau với cái giống như chủ tớ, cái thứ hai gặp nhau giống như bạn bè, và cái thứ nhà gặp nhau giống như tớ chủ, hai cái nó khác nhau. Thành ra cái đó tùy theo cái đó để mình định nghĩa cái phương nào có phước hay không có phước. Còn có người không vợ ông chồng cô đơn mình đó, chưa chắc gọi người hiếu phước. Hôm nay có hai người đó, mấy người khác thì chúng tôi không biết, chúng tôi biết hai người à, một người chủ rùm như người đang thiết chủ tiền nghe đó à, con mình hạnh heo đơn mình đó. Thành ra nói là thiếu phước cũng không được. Thì theo cái nghiệp, cái biệt nghiệp của người đó, hỏi gì họ nguyện là họ đi đâu hơn đi mình thôi à, cùng mình nói thiếu phước là trừ phi. Trừ phải giống như có vị vua vua gì đó, tự nhiên chúng tôi cũng quên. Trẻ lại mời Đức Phật tới, nói Đức Phật lên tại dòng thang của con đó. Ừ. Nếu Phật lên là có con gì đó, thì rõ ràng là trong thời nghiệm ta nghe là gì đói mà tính cái gì cũng ăn, cái giống sắc xanh là kiếp nạn của con được. Tại vì cái đó thì mình nó có phước cũng tốt, còn có phước cái đó là tùy theo cái quan niệm sống của cái xã hội đó. Có nhiều cái xã hội nó mấy không có cái đó. Còn giống như ở mấy cái cõi khác thì đâu có vậy. Mấy cõi ví dụ như cõi khác đó, ra ngoài đường đó gặp nhau là chuyện thường, có con bỏ nó có người khác thôi, đừng có lo chuyện đó, đó nó điều chuyện lắm. Thành ra nó tùy theo cái nghiệp báo của mỗi chúng sanh. Chứ còn mình nói cái nào có bước hơn, cái nào có bước hơn là tùy theo cái quan niệm của người ở trong cái xã hội đó mà thôi. Nam mô Bích Tha, dạ, dạ con thấy Tam Quý đã kính tri ân ngài rồi. Dạ Nam mô Bích Tha, dạ. Dạ Nhật Quỳnh kính cảm ơn những câu hỏi của quý vị rất là nhiều. Dạ bây giờ xin mời tiếp tục ạ. Xin mời quý vị có thể tiếp tục những câu hỏi để ngài trả lời, hoặc là đưa tay hoặc là chết chát ạ. Nam mô Bích Tha, dạ. Dạ kính đại cô tu nữ Tệ Duyên vừa vào đạo tràng. Dạ con thấy chưa có câu hỏi, con xin hỏi tiếp một câu cho Huynh Kinh ngồi đó nghỉ xa hơi nha. Huynh Kinh nha, uống nước uống trà ngồi đó đi để Huynh hỏi cho nó có trớn cho đây. Nhục Huynh mời Huynh rồi kể tới hồi có những câu hỏi trong đạo tràng thì Huynh mất trớn. Dạ. Dạ bạch ngài,
Cho con hỏi á, kinh Nguyên Thủy tức là kinh Pali và kinh Hán Tạng A Hàm là kinh Nguyên Thủy tức là vừa kinh Pali và kinh A Hàm, còn kinh Nam Truyền thì chỉ là có kinh Pali, có phải gì không bạch ngài? Con nghe một cái đoạn giảng chỗ này con lùng bùng quá bạch ngài. Ngài giảng con xin hỏi cái câu hỏi con lại là Nguyên Thủy tức là kinh Nguyên Thủy tức là kinh Pali và kinh kinh Hán Tạng A Hàm, còn kinh Nam Truyền thì chỉ có kinh Pali không, và ngài giải thích giùm cho con có đúng như vậy hay không, con kính nhân bích đến ngài ạ. Nam mô Bồ Tát và kính bạch Di Tôn này, và kính thưa chư vị, nói vậy là không có phải đâu. Nên nhớ cái chữ Akhama đó. Akhama là nghĩa là lời dạy của Đức Phật. Còn Pali hay là Sanskrit đó, cái đó là ngôn ngữ để diễn giải cái lời dạy của Đức Phật đó. Thành ra Akhama, nếu mà Akhama mà là ngôn ngữ Pali thì cái Akhama nó cũng gọi là lời dạy của Đức Phật. Đó. Nhưng mà sau này khi mà mấy ông chạch mà hôm qua ông lãnh mấy cái đó mấy cái kinh mà được Bà La Môn nó chen vô, nó dịch sai ông dịch ấy rồi này kiêm xong vào thời đó nó Phật giáo là nó đã có dấu vết suy đồi rồi, thì họ về họ muốn cho nó khác nhau thì họ mới dịch ra tiếng Sanskrit. Một phần là họ nhận từ tiếng Sanskrit, cái thứ hai đó họ về cái nào mà họ giữ được thì giữ, không giữ không được thì họ mới dịch ra chữ Hán. Thì rồi lấy cái tên là Akhama, tức là A-Hàm. Để cho giống như là phân biệt với cái tạng mà Magathi, cái ngôn ngữ vào thời Đức Phật đó. Ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của xứ Magatha. Mà ngôn ngữ xứ Magatha tức là gọi là cái tiếng nói của người Magatha đó là Magathi. Đó. Nhưng mà vì cái ngôn ngữ đó đó, dù rằng nó là cái ngôn ngữ được Đức Phật dùng, nhưng mà sau này lần lần người ta truyền qua những cái xứ khác, cái Đức Phật ấy có thể là cái lời nói đó nó bị thêm bớt một số cái từ ngữ của các xứ khác vô, thành ra nó là mất, có thể là nó sẽ làm sai lạc đi. Thành ra các nhà về ngôn ngữ họ mới điều chỉnh lại mấy cái đó bằng những cái hình thức bây giờ mà gọi là Pali đó, ấy không phải gọi là văn phạm đó, nó phải như vậy để người ta duy trì cái lời dạy Đức Phật cho nó từ đầu tới đuôi nó là một nghĩa duy nhất đó. Thành ra mới gọi là Pali. Khi người ta đặt ra cái tên Pali cho cái ngôn ngữ Magathi đó, người ta đặt Pali, người ta định nghĩa chữ Pali là gì đàng hoàng, chứ không phải là không có định nghĩa. Thành ra khi mà quý vị nghe nói Pali đó, tức là người ta định nghĩa cái câu như vậy nè: Ba an bút thá quá trà năng ba lê ti tỷ ba lý. Ngôn ngữ nào duy trì toàn bộ lời dạy Đức Phật, ngôn ngữ đó được gọi là Pali. Chứ thật sự ra thành ra quý vị nếu mà đi qua bên Điện hay Thái đó, người ta vẫn gọi ngôn ngữ đó là Magathi. Thành ra người ta học cái môn mà đi dịch đó, từ tiếng Pali ra tiếng Thái đó, ta gọi là ngôn ngữ Magathi qua ngôn ngữ Thái, chứ người ta không có gọi là ngôn ngữ Pali. Tại Pali cái đó là danh từ đó để chỉ chung cho tất cả những cái lời dạy Đức Phật, hoặc là của những lời dạy của các đệ tử Đức Phật, hoặc là chú giải sớ giải đều là bằng tiếng Pali hết. Đó là cái tiếng được nghe làm người ta đặt lề lối cho nó đừng có sai lạc với cái nghĩa đầu tiên của họ. Chứ còn chữ Akhama hay là chữ Bitaka đó, mình dịch là Tam Tạng, rồi cái mình dịch Tỷ Bitaka, Tỷ là ba Bitaka, cái vỏ cái đó là không có phải. Cái bi tạc vẫn là lời dạy của Đức Phật như thường, chứ không theo vỏ gì đó. Còn cái sau này nó qua tới bên nước Tích Lan thì người ta mới cái ngôn ngữ Tích Lan nó mới dịch cái bi tạc đó là
vỏ viết điều này kim sùm nó mới gọi là tam tạng, đó là ba cái vỏ chứa chứ không phải. Quý Phật cả vô chuyện là lời dạy Đức Phật như thường, quý vị không tin thì quý vị coi trong cái bài kinh Kalama đó ha, nó là nó chữ chữ trong đó đó, nó dùng chữ bi tất cả để nói rằng dầu rằng người đó nói là của Đức Phật cũng không có nên phải không được tin, mà phải dựa vào luật và dựa vào pháp. Thì nó chứ mình hiểu từ đầu rồi, có nhiều chữ đó sau này mình không có thì nguyên có gốc ngôn ngữ nên mình nói là sai nhiều lắm. Ví dụ như chữ Sa Môn với Bà La Môn đó, hồi Đức Phật mà chưa ra ra Đức Bồ Tát chưa đắc đạo mà chưa có công bố giáo pháp đó, thì cái chữ Brahmana, Brahmana tức là Bà La Môn đó, chỉ cho tu sĩ Bà La Môn, người theo đạo Bà La Môn mà ta học thuộc là tam tạng vị đà đó. Còn cái chữ Sa-sa-ma-na tức là những cái hệ phái tu sĩ khác, khác ngoài cái hệ phái tu sĩ của Bà La Môn thì gọi là Sa-ma-na. Thì nó khi với Đức Phật bắt đầu ngài đắc đạo, ngài bắt đầu từ công bố cái giáo pháp ngài đó, người ta gặp nó gọi là Sa-ma-no khô tạm mô là vậy đó, tức là Sa Môn cầu đàm, Sa Môn cầu đàm đại dịch vậy đó. Nó là từ đó là nó mới lòi ra cái điều đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật ngài công bố cái đó đó thì ngài dùng cái chữ Brahmana đó, quý vị đúng biết nghĩa của nó là gì, quý vị vô coi trong cái kinh kinh Pháp Cú đó, nó có cái tạng Brahmana quá khá đó. Đó. Thành ra nó mới nó mình mới nhầm lẫn, mình không biết cái Bà La Môn không không gì là chữ đó, đó là như vậy đó. Nghĩa là chữ Brahmana tức là mình dịch âm là Bà La Môn đó, nó phải có những điều kiện giống như trong kinh Pháp Cú diễn giải thì mới được cái gì vậy. Còn cái này nếu mà nói kinh Hán Tạng A Hàm đó, kinh Hán Tạng đó là cái tạng đó là tạng Sanskrit, tiếng Bắc Phạn đó, tạng Sanskrit. Còn A Hàm là lời giải Đức Phật, mà lời giải Đức Phật thì tạng Sanskrit là không có chữ, không có cái ngôn ngữ Bắc Phạn đâu đó. Bởi vì hồi xưa có mấy ông sư cũng là ông xin Đức Phật để dịch ra cái ngôn ngữ đó, nhưng mà Đức Phật không có cho phép, không có cho phép, tại vì cái ngôn ngữ đó đó là nó không có cái nghĩa, nó không có tương ứng với cái trong lời kinh của Đức Phật dạy. Ví dụ như bên đó đó mình nói là niết bàn á, Nirvana đó, theo tiếng Sanskrit đó, thì nó chỉ cho cái nơi mà cao nhất là chỗ Phạm Thiện mở thôi. Còn cái này còn mình Nirvana bên này là nó khác. Thành ra kinh Hán Tạng A Hàm đó chỉ có một số bài kinh nguyên thủy, mà nghĩa là lúc đó là cái đám mà Bà La Môn đi xâm nhập mà nó chưa có dịch ra, có lẽ là những bài kinh khó hoặc dài đó, chúng ta chưa dịch ra đó, thì nó giống như kinh nguyên thủy. Đó. Còn những bài kinh nào bên đó nó dịch ra, nó cố tình nó dịch trại ra để cho nó sai nghĩa này kia, dùng đó, đều cái đầu đề nó giống nhau nhưng nghĩa khác nhau, thì cái đó mà không phải là kinh nguyên thủy. Mà kinh nguyên thủy chắc chắn là phải là cái tạng Bali mà được các nhà các bậc A La Hán mà chú nghe là kết tập lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi đó, đó là cái tạng đó mới đúng là kinh nguyên thủy. Còn ngoài ra những kinh khác thì không phải. Trong Hán Tạng dù rằng họ dùng chữ A Hàm để chỉ lời giải Đức Phật bằng tiếng Sanskrit đi nữa thì cũng không có gì bảo đảm mà nghĩa nó giống như nghĩa trong kinh nguyên thủy hết. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, sa thú con thành kính đảnh lễ tri ân ngài đã giảng dạy cho con hiểu được. Nhà con rất là tri ân ngài. Và Nhật Quỳnh thấy câu hỏi rồi, nhưng mà cho Nhật Quỳnh hỏi câu hỏi của bạn Nhật Quỳnh nhờ cái Nhất Hà quan hỷ cho Nhật Quỳnh nha. Tại vì bạn Nhật Quỳnh nhờ Nhật Quỳnh hỏi, mà bây giờ vị này đã vào đầu tràng rồi nên Nhật Quỳnh xin hỏi để cho vị này nghe. Dạ, cảm ơn Giang Nhất Hà rất là nhiều. Dạ bạch ngài, bạn con nhờ con hỏi một cái câu chuyện con thấy nó cũng hơi rắc rối, nhưng mà tại vì bạn con muốn hỏi để mà mình tu tập cho đúng đó bạch ngài. Thì có một
có một người Phật tử nữ nghe tin một vị tăng người Tích Lan đi về nước, mà đi về nước thì sợ rằng mùa dịch thì không có thể qua được, mà coi như là đi về nước thì có thể ở rất là lâu, và tại vì mùa dịch không có qua được. Thì cái vị nữ này mới nói với cái vị tăng đó là cái vị con xin sám hối, cái vị tu sĩ người Tích Lan đó là giống như là không có cho cái vị này đi. Nó đi như vậy mà lâu ngày như vậy thì cái vị nữ này sẽ nhớ cái vị sư đó. Thì người bạn con nhờ con hỏi là nếu mình là một người Phật tử nữ mà mình nói với một vị tu sĩ nam như vậy có đúng cách không bạch ngài, và có mang nghiệp gì không? Và con cung thỉnh ngài chỉ dạy dùm ạ. Nam mô Bích Tha giá, con kính dân minh đến ngài ạ. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự là chắc là người đó chưa quy mà xưng là Phật tử, giờ là Phật tử rồi. Ông sư đó, ông nếu mà ông ở lại thì ông cũng thuộc loại tàu lão. Ông sư có cái tự do của ông sư, cần sinh nam, cần sinh nữ, có giới hạn của cần sinh nam, cần sinh nữ. Muốn ông sư ở lại thì mình phải thỉnh, muốn nghe pháp thỉnh cái gì đó. Nhưng mà ông sư đó, ông có quyền nhận hay không nhận là cái quyền của ông. Chứ không phải là nói chư tăng thỉnh là ông sư nhất định phải nhận chứ không được, cái đó không ai xin thưa là không có lực nào ấy đó. Ông sư đó có giới lực của ông sư, cả người nam người nữ cũng có cái giới hạn của người nam người nữ, thành ra ông muốn về là chuyện của ông, còn mình thỉnh ông ở lại với cái điều kiện gì đó, nếu ông thấy có thể thì ông ở, không có ông đi với mắt gì đâu. Mình đâu có quyền gì mình blackmail ông được. Mà ông sư đó ông để Phật tử blackmail được thì thôi chứ cũng tào lao rồi. Thành ra cả hai cùng tào lao hết, thành ra không sao thôi. Đi muốn nói ông muốn đi thì cũng về đi. Người nữ làm vậy là không đúng. Ông sư cũng nghe lời người nữ, ông cung đặt. Anh nhớ chuyện đó như vậy đó. Ha. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân ngài. Dạ, còn câu nữa nha bạn ngài. Dạ, Giang Nhất Hà cho chị Nhật Quỳnh câu nữa nha. Dạ, nhà còn một câu nữa cũng gần gần giống vậy đó bạch ngài, thì cũng cái người đó, dạ cũng người đó, cũng người Phật tử đó, thì coi như là một vị sư trụ trì ở một cái chùa, xong rồi mới mời thỉnh một cái vị sư qua ở cái chùa đó. Nhưng sau này thì ở một thời gian thì có một vị sư khác cũng người Tích Lan đi qua Mỹ nè, rồi ở một cái chùa khác, rồi xong cái là cái vị sư nhỏ đó mới đi về cái chùa bên đây ở, và thì cũng liên lạc với cô Phật tử này, thì hỏi muốn về trở lại cái chùa cũ để gặp lại cái người sư phụ ở trong cái chùa đó, và cái người trưởng thượng trong cái chùa đó. Nhưng mà cái cô này nói là đừng về, sư phụ đang giận sư dữ lắm, sư đừng có về, sư phải ở lại luôn ở bên đó đi, đừng có qua đây nữa này kia kia nọ. Thì cái người bạn con thấy cái trường hợp đó cũng hỏi là nếu mà mình một người Phật tử mà mình cản một vị sư để trở về với một thí dụ nhờ có lỗi gì chủ trì đi, thì mình phải khuyên cái vị sư trẻ này về sám hối với vị trụ trì, hay là mình cản mình không cho về, và cái nào đúng bạch ngài, và con kính dân mít đến ngài, ngài chỉ dạy cho con. Và xong câu hỏi rồi thì con sẽ mời Nguyên Trang Nhật Quỳnh bớt câu hỏi của Giang Nhất Hà để Nguyên Trang làm chỉ dạy cho ngài nha. Và con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bích Tha giá. Nam mô Bích Tha giá, kính bạch chư tôn hoàng giả, kính thưa chư quý vị. Cái vị kia cái lúc đi đó lý do gì mà bỏ cái chùa cũ đi là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, ông ta có phải là học trò của ông cũ hay không? Ông quên trụ trì đó, và ông ta đã trên năm hạ chưa? Nếu ông ta mà bỏ đi mà lúc dưới năm hạ là sai, mà dầu trên năm hạ mà học kinh được chưa đàng hoàng á, đi bỏ đi cũng sai.
Còn cái việc ông trở lại hay không đó là do ổng, cái sự quyết định của ổng. Chứ còn có liên quan tới cái cần sinh nam quyền tử đó. Bởi vì cần sinh nam quyền tử không có quyền gì mà lâu kéo ông sư đi ấy. Ông trở lại để ông làm gì là chuyện của ổng. Mà ổng có đụng ông cả cũ mà ông cả đá đích đi thì ông ráng chịu. Chứ không có liên quan để cần sinh nam quyền tử. Cần sinh nam quyền tử chúng tôi nói rồi, nó có cái giới hạn của cần sinh nam quyền sinh nữ. Mình làm cái gì quá cũng không được. Cần sinh nam quyền sinh nữ là học pháp, hành pháp và hộ pháp. Thành ra mình coi, nếu mà mình coi cái hành động của ông sư đó, mình quan sát, nếu ông đúng thì mình hộ độ, nếu mà ông không đúng thì mình có quyền là không thèm hộ độ nữa. Chứ không có lý do gì biểu đi không đi. Nếu ông không đi, nếu ông đi mà tôi nói không đi mà ông đi là tôi không hộ độ nữa, chuyện đó là sai. Hộ độ không là do quyền mình, chứ không phải là do tại cái lỗi ông sư nào. Mình thấy lỗi ông sư thì mình đánh đi, chứ không có nói tới nói lui gì cả. Thứ nhất là dùng cái lời qua tiếng lại này kia đối với cái bậc mà có giới đức hơn mình nữa, đó là chuyện không có nên. Mình nín quay đầu đi, bỏ đi hoặc là không hồ độ nữa là chuyện của mình. Còn ông sư đó, khi mà ông thấy thái độ cư sĩ gì, ông có biết ông sẽ, nếu là người tu đàng hoàng, ông sẽ quan sát lại cái lỗi có gì đối với chùa, đối với những cư sĩ cần sinh nam quyền tử hay không. Chứ không phải là mình blackmail, biết ông có đi là kêu kia đang giận, ông giận cái chuyện của ông với mắt gì đâu. Ông này ông về ông xin lỗi, chơi giận hay không thì chuyện của ông. Ông hết giận thì ông cho ở, ông còn giận ông đuổi đi chứ mắc gì, ăn thua gì mà mình dính vô đó hả? Không có nên. Nam mô thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã cho con biết được tín hiệu. Và con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Giang Nhất Hạ. Thưa sư, cho con hỏi, một người cư sĩ tại gia có thể tự mình tụng kinh thỉnh chư thiên hằng ngày trong thời nhật tụng được không? Hay là chỉ có các vị tăng mới thỉnh được? Mong sư giảng rõ hơn điểm này. Tri ân sư. Và cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và con xin xuống mít ạ. Con kính dâng mít lại cho Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch kệ tôn này. Dạ kính thưa quý vị. Thật sự ra đó, mình phải quan sát lại cái giới hạn của mình nó có trong sạch đầy đủ để mình mời người ta tới hay không. Nên nhớ chuyện đó. Mời người ta tới hay không. Chứ không phải là mình muốn mời ai mời nhà phi. Còn nếu mình tụng kinh đó, mình tụng Bá Ly mà đúng kia ông sùng đó, mình tụng đúng giống như mấy ông sư tụng đó, thì mình không mời họ cũng tới. Chứ còn bây giờ mình mời họ mà họ tới nghe ông này tụng tiếng gì đó, mình là dân Việt mà ông tụng tiếng Lào hay tiếng Thái vẫn biết, hay tiếng Miên vẫn biết, thì chừng chết nữa, thấy không? Thành ra nếu thứ nhất mình giới hạn trong sạch, mình tụng Bali đàng hoàng cho đúng cái ngôn ngữ của Đức Phật đàng hoàng thì thỉnh cũng được, nếu mình giới hạn mình trong sạch. Còn nếu không thì mình tự tụng đi, nếu mình tụng hãy ta tự động ta tới cho không ai. Bởi vì chư thiên hộ trì chánh pháp rất là nhiều, ta nghe mà cái giọng mà liên quan tới giáo pháp Đức Phật là ta về ta ngồi ta rình rình ta nghe, ta ngồi ta nghe đàng hoàng chứ không phải đợi thỉnh. Còn thường đó, chư tăng đó, là nó theo cái truyền thống là thành họ thỉnh. Chứ thường thường đó, hỏi cần người cần sinh nam cần sinh nữ, mời chư tăng tới. Khi mà chư tăng cho giới xong đó, thành đã muốn thỉnh theo pháp thường, tại sao cần sinh nam cần nữ thỉnh chư thiên được, thấy không? Tức là mình phải giới hạnh, phải trong sạch. Rồi mình thỉnh, tại sao thỉnh? Tại vì bữa nay nhà tôi có chư tăng tới, ông sẽ nói pháp này kia, là mình thỉnh tới để cho người ta nghe. Thành ra có nhiều khi là không biết, mình ta nghe có người thỉnh, ta cũng đưa nghĩa lỗ tai ta nghe, thì coi có hay không, ta tới ta nghe. Chứ còn khi không á, mình không nghĩa là nghe không hiểu gì mà mình tụng, ai là giới hạn mà không trong sạch thì cũng không nên, không nên, tự mình tụng đi. Nếu mình tụng đàng hoàng thì người ta tới ta nghe là chuyện bình thường. Còn mình có thỉnh người ta tới và mình tụng cái kiểu gì đó, như ta có lẽ là ta có tới đi, ta tới lần rồi chứ ta không tới nữa đâu.
thành ra thường thường đó thỉnh chư thầy ở chùa thì ông sư cái đó nhiệm vụ của ông sư cũng nói rồi, nhưng mà khi mà có mời chư thần tới nhà đó, cái chuyện thỉnh chư thiên là chuyện của cận sinh nam cận sinh nữ, nên nhớ chuyện đó chứ không phải là chuyện của ông sư. Bởi vì quý vị là chủ nhà, quý vị muốn mời khách thì chính quý vị mời chứ ông sư mời thì sao được. Nhưng mà ở Việt Nam chắc đa số là cư sĩ cận sinh nam nữ tụng kinh tụng Pali rồi không được, chư tăng tới thỉnh chư thiên, cái chuyện đó nó trật lắc. Bởi vì nhà của người ta, mình là khách, mình mời khách rồi mời sao, quý vị nghĩ đi, đúng không? Đáng lẽ chủ nhà phải mời không phải là khách mời. Nhưng mà Việt Nam chúng tôi thấy trên mấy cái video clip thấy toàn là chưa tăng tỉnh, nhưng mà cái đó là thật sự nó không có đúng. Đó là cận sinh nam của nữ thỉnh chứ không phải là chưa tiền tỉnh nếu nhà của quý vị. Thành ra thường thường nếu quý vị nào ở cái vùng mà có người Miên hay người Lào, người Thái cái gì đấy rồi, có cái gì mà trưởng nhóm của cái người mời ra nó xin giới rồi kêu dùng gọi là a cha đó, mà tiếng Lào nó gọi là có chữ khác nhưng đại cái a cha đó, tức là cái vị đó xin giới đồ này kêu xong rồi chỉ chính gì đó thỉnh chư thiên, bởi vì người ta đại diện cho cái cư dân cái vùng đó để người ta mời khách, chứ không có lý do gì mà để cho mấy ông chị lên tỉnh chư thiên. Đó, kỳ vậy, nhà phải nhà mình à. Mình tới nhà người ta thỉnh mình tới đó, người ta phải ăn để uống, người ta muốn nghe pháp, rồi tự nhiên mình kêu khách tới nữa, người ta mời bốn người kêu khách tới nè chị, thấy không? Nhớ chuyện đó, đâu quý vị ráng học thỉnh cho nó đúng. Khi mà mời tới đó là quý vị là người chủ nhà, là người thỉnh chư thiên. Nhưng mà điều đáng tiếc nhiều khi quý vị thỉnh được ông sư cũng làm đại mà ông quên, không biết thử người ta có tới mà phải nhà của ông không, mời khách vô nhà chi. Quý vị nên nhớ cái đó. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con đã thấy đạo hữu Giang Nhật Hà, sa thú. Dạ, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú đạo hữu có thể sa thú anh bài. Dạ, Nguyên Trang xin gửi mic lại cho anh bài ạ. Dạ, con xin kính chào sư, thầy và đạo tràng. Con có câu hỏi có thể gọi là căn bản về vấn đề mà mình đi thăm người bệnh hoặc là đi đưa đám người đã khuất. Mình không biết cái người đó là theo đạo gì. Nếu như thăm bệnh cái người mà đã nằm liệt giường thì mình nên cầu gì cho người ta, và khi đi thăm đám thì mình nên cầu gì. Và con nhắc lại là cái mình không biết người đó theo đạo gì. Dạ, con xin cảm ơn sư. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, kính bạch chư tôn. Dạ, kính thưa chư quý vị, nếu mình không biết thì mình khuyên ta cầu là cầu cái gì à? Lỡ mà nó theo Allah mà mình kêu nó cầu Chúa là nó chửi mình sao? Mình đi mà mình không biết thì cứ đi, nhưng mà nín là nín chứ không nên phát ngôn gì đó. Mình nín, nếu mình cư sĩ Phật giáo thì mình có thể mình tụng thầm trong tâm mình đó, những cái câu mà liên quan tới lời chúc an lành cho người bệnh thì được, nhưng mà đừng có tụng cho người ta nghe là nhớ chuyện đó. Bởi lý do đó nè, cái người mà người ta không có cùng giáo đạo với mình, người ta không biết cái chuyện đó là chuyện gì, tự nhiên ông này ông biểu mình Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trong khi đó ông cả đời ông niệm A La không à, đâu có được, không niệm Amen không à, mình biểu A Di Đà ông đâu có chịu, phải không? Thành ra mình nên làm nhiệm vụ của mình một cách kính đáo thôi, chứ không mình để cho người ta thấy chuyện gì đó. Trừ khi người đó mình quen. Mà tất cả những cái chuyện gì mà liên quan đến vấn đề hấp hối của con người đó, không phải ai cũng có thể quyền được.
chỉ có những người thân trong gia đình biết người đó sở thích như thế nào, từ đầu tới đuôi như thế nào, thì còn biết được một số điều kiện để khuyên họ làm cái gì cái gì. Còn mình mà không biết thì sẽ đừng bao giờ khuyên cái gì đó. Không khuyên. Nghe cùng lắm là chúc cho anh ta ăn vui và mau lành bệnh vậy thôi. Dù rằng không biết thì có thể không lành, nhưng mà mình chỉ chúc đi thôi. Trừ khi mà biết cái người đó là thích làm lễ dân y hay thích đi thọ tâm quy ngũ giới gì đó, thì mình nhắc. Mình nhắc cái đó để cho cái ý lạc của họ nó phát sanh, nó giúp cho người đó cái tâm nó không bị dao động. Còn mình không biết thì mình mà càng nói cái tâm nó càng bị dao động. Và thứ nhất nói sai đó dễ làm cho con người ta sanh hận dữ lắm, bởi vì lúc đó là sợ chết. Diêm mở mắt ra thấy Diêm Vương đang quắc quắc, mà mình còn khuyên niệm Phật đi thì chỉ nó chết thôi. Không nên khuyên, không nên làm gì cả. Nguyện cầu nguyện thì nguyện thầm trong bụng, nguyện hoàn phước của mình đã từng làm hãy giúp đỡ cái người này dễ đó thì được, chứ còn đừng có nói gì là có thể làm cho người ta phật lòng. Mà khi phật lòng thì tâm sân nó nổi sai lên, mà khi tâm sân nổi lên thì nếu mà ta tắt thở lúc đó thì thôi hết tu chữa. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ không biết anh Bài còn thắc mắc gì không ạ? À? Ồ, con thấy Bài đã sa thú ngài ạ. Dạ con cũng kính tri ân ngài đã giảng dạy câu hỏi để cho chúng con được hiểu thêm ạ. À. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng ạ. À. Dạ sa thú, dạ em kính gửi mic lại cho chị Kim Nhung ạ. À. Dạ con là Kim Nhung ạ. À. Trước hết con kính lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính lễ ngài Trí Đức, con kính lễ ngài Liễu Tông, con kính lễ các cô tu nữ, con kính lễ thầy kinh, cùng con kính chào các anh chị em ở trong đạo tràng. Dạ con xin có câu hỏi như thế này ạ. Con xin ngài dạy giúp con, hướng dẫn giúp con là trong cái đề mục mà trong cái việc mà tu cái pháp môn tứ vô lượng tâm á, thì nó có bốn đề mục, thì mình một lần tu là mình tu từng đề mục hay là mình tu bốn cái đề mục một lúc? Mà như vậy nếu mà bốn thì mình điển từng đề mục như thế nào, con chưa hiểu. Cái thứ hai nữa là cái biến mãn tâm từ thì mình được như thế nào? Cái chữ biến mãn tâm từ hay biến mãn tâm bi, biến mãn tâm hỷ, con cũng chưa hiểu cái chữ biến mãn nó như thế nào. Rồi cái ba nữa là khi mà mình niệm á, mong cho tôi được an vui, không có khổ não, thì như vậy á, là cái niệm của mình nó có phải là mình tự kỷ ám thị không? Thì như vậy là con xin hỏi ba cái vấn đề như vậy. Con xin ngài từ bi giảng giải giúp con, tại vì con chưa có hiểu ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch nhà tổ, dạ kính thưa chị quý vị. Bốn đề mục tứ vô lượng tâm đó là nó phải bề sinh cái một trong những cái ca tánh của mình có. Vậy đó là đề mục của thiền chỉ. Nó bề cái ca tánh của mình. Thành ra mình phải biết ca tánh của mình như thế nào đã. Rồi nó có thể hành được. Thành ra mình hành tới mức nào đó rồi mình hành cái thứ hai thứ ba thì đó, tới mức nào đó đó, nghĩa là mình nói là cái tâm mà nó chỉ cần đỉnh đó, thì lúc đó mới gọi là biến mãn, tức là nó có đủ năng lực để mình có thể mình tự do mình thay đổi cái tâm, cái năng lực tâm mình. Chứ còn thường thường đó thì không có, mình thứ nhất là mình thì không có khả năng để làm lần hai ba cái đâu, làm từng cái tới cái độ mức độ nào đó. Thường thường theo mấy cái vị thiền sư họ khuyên là thể nhất phải tới Upacara Samadhi, tức là nghĩa là cái năng lực của định nó rất là phải mạnh mới được,
để khi mà mình muốn chuyển sang cái khác, mình không có làm cho tâm nó dao động. Còn cái mà mình niệm rễ tâm từ nó không có phải dễ. Mình cái tối ngày mình đọc theo giống như thần chú nguyện cho tất cả chúng sanh đều được an vui, cái đó thì nó không có kết quả vậy đó. Bởi vì mình không có kinh nghiệm về cái từ tâm thì làm sao mình có thể mình muốn chúng sanh nó được sao làm sao. Thành ra đa số những trường thiền á mà chúng tôi qua rồi đó thì họ dạy mình một cái kinh nghiệm. Mình muốn hành thiền về tâm từ đi. Metta đó, từ. Thì trong ngày đó đó mình có bị nhức đầu hay là bị người ta chửi hay bị cái gì đó thì mình qua tâm mình lúc đó. Tối đó mình sẽ tập tâm từ cho mình trước, là nguyện cho tôi thoát khỏi cái sự đau khổ hiện đang có, tức là nhức đầu hay là bực bội về cái chuyện người ta chửi gì em xong đó. Niệm đi nghe lặp đi lặp lại trong tâm nhiều lần vậy rồi mình nghĩ tới người thân của mình, mà người thân cùng phái mà thôi, người thân cá phái không được. Thí dụ như cái bị hỏi là người nữ mà nguyện cho tất cả, nguyện cho tôi được tránh khỏi cái này, nguyện cho Mr. Kinh Mi Lăng Đá được tránh khỏi cái này là không được, phải là người cục phái, nhưng khác cái đó không được. Rồi mình lặp đi lặp lại nhiều lần vậy đó. Khi nào mình thấy cái tâm nó mát mẻ rồi đó thì mình nghĩ, rồi mình mới lặp lại. Lặp lại cái đó là làm gì? Khi nào nó đầy đủ rồi mình mới bước tới cái bước thứ ba. Là bước thứ ba là nguyện cho cái người không thân lắm, người dân cũng được, cũng đừng có từng như vậy. Mà làm đi làm lại như vậy đó thì theo cái năng lực của người, mới nhưng cả tháng rồi mới nghĩ tới cái người mà mình không thích đó, mình ngày đó mình, mà mỗi ngày mình đang bị nhức đầu hay cái gì đó thì mình lấy cái đối tượng đó để mình rẽ tâm từ, dùng kinh nghiệm đó mình muốn cho mình thoát khỏi cái này, thì muốn cho chị mình hay em mình hay là mẹ mình đừng có những cái như vậy, hay là thoát khỏi như vậy. Thì cái đó nó làm cái đối tượng, nó làm cái năng lực tâm mình mới mạnh được. Chứ còn nếu không, mình tối ngày cái nhắm mắt nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, được mình không quan trái ai mà lấy kinh nghiệm đâu, mẹ nguyện ta đừng có quan trái với người khác. Rồi tạo những cái đối tượng đó để tập cho mình dùng cái kinh nghiệm của cái đối tượng mình đã trải qua đó, mình mới phát sanh tâm từ tới cái người, những cái người nào mình muốn, mà nó phải theo như vậy, chứ mình không thấy muốn làm gì làm đó. Thành ra khi mà mình tập như vậy cho tới khi nào nó có năng lực rồi đó thì mình mới nghĩ là thành ra cái người mà cái tâm từ mình nó đầy đủ rồi, viên mãn nó, dầu lần chưa đắc thiền đi nữa thì cũng qua cái giới hạn, mình nhớ qua cái giới hạn. Cái giới hạn đó trong thanh tịnh đạo gọi là cái gì, cái giới hạn là sĩ má sổng phê thá. Sĩ má sổng phê thá, sĩ má là cái dùng, sĩ má sổng phê thá cái dùng, nghĩa là khi nào mình nhớ tới cái người mà nó từng kiếm chuyện với mình đó, mình muốn cho nó đừng có nhức đầu giống như mình nghĩ tới người đó đó, mà mình vẫn thấy cái tâm mình bình an, an vui như thường đó, thì lúc đó mình mới tới cái mức lại gọi là sĩ má sổng phê thá. Khi nào mình qua khỏi cái đó rồi đó, mình mới được chứng cái qua cái đối tượng khác. Bởi lúc đó là cái tâm nó đủ năng lực. Còn tâm nó chưa đủ năng lực mà mình chuyển qua cái khác thì cái này nó mất, mai mốt mình muốn trở lại hai bữa sau mình trở lại tâm từ thì cái mình bắt đầu đi từ đầu đó. Cũng có khả năng. Cái tâm mình nó chưa sẵn sàng. Mà cái phải cứ tập về liên tục vậy đó. Tập cho tới khi nào mà đắc thiền thì thôi. Còn nếu không đắc thiền thì biết là mình là người nhị nhân, hoặc là người lạc vô nhân, hoặc là gì rồi. Đừng có thắc mắc gì, các cứ tập để giao duyên. Xin được trả lời như vậy. Nam mô Bổn Thầy ạ. Nam mô Bổn Thầy. Dạ con kính đảnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy chị Kim Nhung đã dạ con tri ân ngài. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Soma Ghi Hí. Bạch sư, theo kinh thì ở địa ngục
các chúng sanh bị các hình phạt ở địa ngục. Vậy do duyên nghiệp gì mà có các chúng sanh phải thành cai ngục, xử tội, hành xác các chúng sanh ở địa ngục? Và các cai ngục này có bị mang nghiệp hành hạ không? Dạ kính ơn. Dạ kính cảm ơn đạo hữu Sô Má đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Địa Tông, dạ kính thưa cho quý vị, chúng tôi sẽ lặp lại cái câu chúng tôi nói, cái gọi là nghiệp quả thì bất khả tư nghị. Có những cái mình không thể nào hiểu được để mình giải thích, cái này nó đặt cái kia. Nên hỏi cái gì mà nó tương đối nó thực tế hơn. Đó. Thì bây giờ nói sơ sơ đó, thì nghĩa là nói trắng ra là những cái nghiệp ác ở đời đó, thì nó có thập thiện nghiệp thì có thập ác nghiệp. Thì quý vị nếu học vô thập ác nghiệp thì quý vị sẽ đi xuống bốn đường, bốn khổ cảnh. Mà đi xuống chỗ nào thì chuyện đó chúng tôi không có biết, ngoại trừ ngũ nghịch đại tội thì đi xuống Avicii, tức là vô gián địa ngục thôi, còn mấy cái khác này chúng tôi không rành để mà nói, bởi vì không có thần tông nữa nói. Cái thứ hai, còn cái ông mà ông ấy là ông như thế nào? Thật sự cái người mà được làm cái ngục là chư thiên. Chư thiên mà chư thiên thuộc loại là ở trên đời này ác cũng làm mà thiện cũng làm đó. Mà loại ác nhỏ mà cũng thiện nhỏ thôi. Thành ra khi sanh vậy đó đó. Thì một nếu mà tính tháng này nửa tháng anh làm chư thiên nửa tháng xuống ở địa ngục hành đó, nhưng mà được làm xếp. Nên là mình gọi là cái ngục đó. Còn cái hành hạ đó, họ không hành hạ gì đó, nghiệp hành hạ mình, họ đứng đó, họ dòm ra chứ không, họ không có hành hạ mình. Đừng có nghĩ là cây ngục là được, đúng hành hạ người ta, không có đâu. Mình làm ác, ví dụ mình, cái người mà họ đứng, họ canh cửa vậy đó. Rồi mình đi vô trong cái vùng đó, lỡ mình đạp gai hay đạp gì, đạp trầy trò đó, thì cái đó không liên quan tới ông cây ngục hết đó. Mà do nghiệp của mình. Nó cho quả vậy thôi, chứ còn làm sao mà mình nói ông đâu xuống hành gì đó, không có hành gì đó. Cái nghiệp của mình tạo như thế nào thì cái hậu quả là như vậy thôi. Còn ông đó cũng giống như là cái người mà giống như cái người mà chứ mình nói là người chăn trâu đi. Con trâu nó đi, nó có bị cái gì là chuyện của nó, mình chỉ có nó sáng rùa nó ra, chiều rùa nó về thôi, chứ đâu có cái khả năng gì nữa đâu. Nó mô Bích Thà vậy. Nam mô Bích Thà giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, dạ kính chào đạo tràng. Dạ con đã thấy đạo hữu Sô Má, sa thú, con hiểu rồi ạ. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính mời đạo tràng ạ. Dạ cho con xin đặt một câu hỏi ạ. Tại vì qua câu hỏi của chị Kim Nhung, dạ con có một cái thắc mắc. Kính thưa ngài, khi mà con mình học là tứ vô lượng tâm, là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Dạ tâm từ là metta, tâm bi là karuna, tâm hỷ là mudita, và tâm xả là upekkha. Thì thưa ngài, trong vi diệu pháp đó ngài, thì là để là vô sân, là adosa. Dạ thì một cái chữ mà adosa với bên mà cái là tâm vô sân với metta đó thầy, với ngài, rồi một cái nữa là xả với hành xả đó thầy ngài, là cái hành xả là tacha macha tanta. Thì hai cái chữ đó đó ngài, con muốn hỏi là thí dụ cái vô sân đó ngài, thì mình biết là từ, nhưng mà con nghe là cái tâm từ thì nó rộng, kính như là ngài có thể ngài làm ơn giải thích cho con rõ hơn hai cái chữ đó. Và con biết là adosa là mình vô sân, dạ nên ngài có thể giải thích cho con rõ là cũng như là rộng hơn về hai cái chữ đó, rồi nếu mà mình dùng vô hai cái chữ đó cho adosa với metta nó có chính xác không ngài? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy cho con được rõ hơn ạ. Dạ con xin xuống mít ạ.
Nam mô Bố Thầy gia kinh bạch chư tổ này gia kinh thừa chư vị. Adosa tức là thực tính pháp, tức là cái chi pháp. Đó, nếu mà cái tâm sở Adosa đó, tức là vô sinh đó, nó có cái đối tượng là chúng sanh mà cần cái từ tâm của người khác đó, thì lúc đó mình có đối tượng đó thì mới gọi là tâm từ. Còn cái vô sân này đó, cái tâm sở vô sân này đó, nếu mình có cái đối tượng mà cần phải tham nhẫn thì nó thì nó là tâm sở, nó là chi pháp của khánh trị, chứ nó không có chi pháp của tâm từ nữa. Nó tùy theo, bởi vì một cái pháp, cái thực tính pháp đó, nó có nhiều cái pháp để vô dùng nó làm cái căn bản lắm, chứ không phải là tâm sở là vô sân nó chỉ làm cái chuyện không phải. Nó làm nhiều chuyện là tùy theo cái đối tượng của cái lộ trình tâm đó. Đó. Ví dụ như tâm từ là cần những cái chúng sanh đó như vậy, mà cái còn cái đó là cái, nếu là cái đối tượng là chơi là không phải là những loại chúng sanh khác đó, mà là một cái khác, thì nó cái tâm trở vô sân nó không có khả năng nó hiển hiện là tâm từ được, mà nó sẽ hiển hiện theo một cái lối khác. Ví dụ như có những cái chúng sanh mình cần khỏi cảm nhận thì cái tâm sở vô sân nó vẫn là khánh trị như thường, tức là pháp cảm nhận, chứ không phải là nó chỉ có làm chờ tâm từ không mà thôi, nhiều chuyện lắm. Thì cái đó là quý vị coi trong cái trà tu lắc hành hạ của tám thức tính pháp đó, thì nó họ sẽ chia cho có chỗ thì họ chia, có chỗ thì họ không có chia, nhưng mà họ sẽ chia cho khi nào cái tâm sân nó ở trong cái phần nào như thế nào thì họ có thể họ chia được ha. Phần như vậy đó. Còn cái thường thường mình dịch xả là tại vì mình dịch nó có nhiều chuyện lắm, mà mình không có đủ ngôn từ để mình dịch. Thành ra mình dịch xả hoài, thật sự chứ xả nó có 10 chuyện nói thì xả được. Nhưng mà cái chi pháp, cái thực tính pháp nó khác nhau, chứ không phải là ấy đâu. Thí dụ như cái xả đó, mình nói là tệ xã hành đó, sẵn khả rút về cả nhà ná tệ xã hành đó, thì nó không cái đó, nó không phải là cái tâm vô sân hay cái tâm gì, nó là cái tâm sở tệ quyền đó. Nó khác nhau rất là nhiều đây, chứ không có ấy đâu. Thì ra mình mới học cái đặc tính của những cái đó, sau đó mình mới coi cái nhân, tức là cái đối tượng làm cho nó phát sanh là cái gì đó, này kia ông chồm thì mà biết cái thực tính pháp lúc đó là nó ở trạng thái như thế nào và nó làm nhiệm vụ là như thế nào. Nam mô Bố Thầy á. Nam mô Bố Thầy á. Dạ con kính tri ân ngài và ngài đã giảng dạy câu hỏi của con ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ quý cô chú có thể chết chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Dạ sa thú đạo hữu Chánh Tâm, dạ kính mời anh Chánh Tâm ạ. Dạ con kính chào chư tôn đức tăng ni, và con kính chào Phật sư, và con kính chào đạo tràng. Dạ thưa sư, con có câu thắc mắc là trong thiền tứ niệm xứ đó, thì nếu mà ở ngoài đời đó thì mình học đó, thì người ta nói là có 8 cái khổ và 3 cái khổ nữa là khổ, hành khổ và hoại khổ. Nhưng mà trong khi mình tu thiền tứ niệm xứ sư, thì mình kinh nghiệm không phải là những cái mà nói bằng những cái ngoài là 8 khổ hay là 3 khổ, mà khi con hiểu á, là khi mà mình phân biệt được tệ danh sắc, tệ thấu đạt, tệ vô thường, là mình đã thấy, con nhận thấy là cũng có thể khổ và cũng biết rõ và khổ và cũng có thể đã biết về khổ. Nhưng mà khi tới tệ sanh diệt, con không biết như con không biết phân biệt thế nào là tập đế gì, có thể con hiểu khổ nhưng mà con không hiểu tập đế gì, vì cơ ở ngoài đời thì nói là tập đế là vô minh và ái dục, là mình tham, mình dính mắc, mình thích, đó là những cái vô minh ái dục đó. Nhưng mà trong tu thiền thì con có thể hiểu khổ đi, nhưng mà cái tập đế con không biết cái tầng nào hay tệ nào để con hiểu thế nào cái đó gọi là tập đế. Hay là xin sư giải thích cho con hiểu về cái tập đế trong cái thiền tứ niệm xứ, khi nào mình phân biệt hiểu cái đó là tập đế. À, xin sư giải thích cho con à. Con cảm ơn sư rồi. Con xin xuống mic.
Nam mô Bất Thà Giá Kinh Bạch Chư Tổ Hoàng Giả. Kính thưa chư quý vị, hành chưa tới đâu mà muốn biết mấy cái đó cũng nhận không thôi. Mình nhớ đó, cái mục tiêu cuối cùng của thiền tứ niệm xứ là gì? Là tứ thánh đế. Thì tứ thánh đế khổ là gì? Là 81 tâm nghiệp thế, 51 tâm sở trừ tâm sở tham, và 28 sắc pháp. Cái đó là khổ đế. Thì bây giờ bất cứ cái đó, cái nào trong những cái chi pháp đó mà nó ra ngoài, nó đều là khổ đó. Đó. Thành ra trong các tâm hiệp thế đó, tại sao trừ tâm sở tham? Bởi vì từ tâm sở tham nó là cái nhân đưa đấy, cái hoạt động của 81 có những cái loại tâm khác như vậy. Đó, thành ra mới gọi là tập, tức là cái nhân đưa đến sự khổ. Đó, chứ không có gì đó. Thành ra khi mà mình học tới nơi tới chốn rồi đó, mình mới bắt đầu mình hành thiền tứ niệm xứ được. Còn mình học chưa tới nơi xấu mà mình hành thiền tứ niệm xứ rồi, mình cứ lê quay hoài những cái ngôn từ đó, mình thế nào làm được gì đó. Bởi vì mình nhớ chuyện thiền tứ niệm xứ là có thực tính pháp là đối tượng. Còn những cái mình đi học ở ngoài, người ta nói mình niệm này niệm cái nọ đó, cái đó chỉ là chế định pháp mà thôi, để giúp cho cái niệm, cái sự tinh cần cái niệm và cái tứ trệ của mình nó được phát triển, nó được có năng lực mà thôi. Chứ không phải là mình nói cái này khổ cái kia khổ là đối tượng của thiền tứ niệm xứ, không phải. Nhớ vậy đó. Bởi thiền tứ niệm xứ là thiền minh sát, mà thiền minh sát bắt đầu từ đâu? Nếu quý vị đọc trong Thanh Tư Đạo, thiền minh sát bắt đầu từ cái tuệ thứ ba đó. Nhưng mà sớ giải thì họ nói bắt đầu từ tuệ thứ nhất, tức là tuệ thấy danh sắc. Mình chưa thấy danh sắc mà mình nói mình hành thiền tứ niệm xứ, cái đó là nó không đúng. Thành ra ráng học cho là có căn bản đi, rồi hạ thủ công phu những cái chuyện đó mình sẽ thấy rất là rõ ràng. Chứ còn bây giờ mình học chưa có căn bản, giờ mình có giải thích, có đọc sách của mấy bậc thiền sư thức thiệt đi nữa thì mình cũng không hiểu được. Bởi sách là chế định pháp chứ không phải là thực tính pháp. Mà khi mà chế định pháp rồi đó, rất là nguy hiểm cho mình. Mình học chế định pháp, mình học đúng mức rồi đó, mình vẫn có thể hành thiền minh sát rất là chính xác. Mình vẫn có thể thấy được nhiều chuyện chính xác. Ví dụ, trong tứ niệm xứ mình không cần phải hành hết đâu. Mình chỉ cần hành 32 thể trực kê xả lô ma nó khả thanh ta tại chỗ thôi. Nhưng biết bây giờ không biết kê xả là gì không? Lô ma là gì không? Mình niệm theo tiếng Việt, tóc, lông, móng, răng, da. Mình có biết cái đó là gì không? Mà nếu mà chưa biết thì không thể nào hành được cái thiền tứ niệm xứ đó. Mình nhớ chuyện đó. Bởi vì cái kê xả lô ma nó khả thanh ta thì chúng ta nói một số cái tổng quan cho để cho quý vị hiểu nó khó như thế nào, chứ không phải nó dễ giống như mình nghe người ta thuyết trên đài rồi mình tưởng nó dễ rồi mình hạ thủ công phu, không phải đâu. Bởi vì cái gì niệm kê xả không, nó có ba cả chục chuyện để nó phát sinh với cái não trạng của mình. Thứ nhất, nếu mà nó phát sinh là màu đó, màu có thể là màu đen, tóc mình màu đen, hay là màu nửa trắng nửa đen giống như tóc của kinh Nguyên Lăng Đá này, bạc nữa đó, hoặc là tóc của những người ở Bắc Âu đó, nó màu nâu, giờ cũng có vàng cũng có. Mà khi mà cái nếp bít đó mà nó xuất hiện thành những loại màu đó, đó, tức là mình không có hành thiền minh sát nữa, mà là mình đang hành cái thiền chỉ. Mà cái đề mục đó đó được gọi là casino. Nhưng mà mình hành đúng nó mới thành casino, còn mình hành không đúng thì nó thành casino vẫn dễ ợt như thường. Nên coi chừng kinh có dạy cho kỹ, chúng ta thành casino. Còn nếu mà trong trường hợp đó mà cái mình không thấy những cái đường mà chỉ thấy là cái gì dơ bẩn dữ lắm, thì cái đó nó là đề mục bất mỹ, vẫn là thiền chỉ như thường. Đó. Còn khi nào mà cái niêm bích mà nó phát sinh là trạng thái cứng hay mềm đó, lúc đó mình mới có thể bắt đầu mình nghiêng qua để quan sát theo thiền minh sát được. Nói chuyện nhỏ không vậy, nó ba bốn chuyện mà khi nó ba bốn chuyện nó đẻ thì không biết bao nhiêu nhánh mà nói. Thành ra ráng học đi, học cho nó rõ ràng tới nơi đi, chứ đừng học bao mớ rồi cái nghe nó nói ôi thiền tứ thử về vậy rồi mình vô không biết cái nào khổ cái nào là sao đó thì nội cái đó không á, lạc thiền cái là đời bí đát liền. Nam mô Bất Thà.
thầy á. Nam mô Bích Tha giá. À, dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ không biết là anh Chánh Tâm còn thắc mắc gì không ạ? À? Dạ con thấy đạo hữu Chánh Tâm đã xa thú ngài rồi ạ. À. Ờ, cái này là câu cô Nhật Quỳnh, này là câu không phải câu hỏi đúng không cô? Dạ, dạ con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tiếp tục tham gia đặt câu hỏi ạ. À. Dạ thầy còn trẻ lắm. Dạ, dạ đạo tràng ơi thầy. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia. Cô không biết là thầy kinh có câu hỏi không ạ? À? Thầy có cầm mic không ạ? À? Con kính mời thầy kinh. Dạ. Con kính mời cậu đạo tràng. Dạ, sa thú. Dạ, con kính gửi mic lại cho thầy ạ. Dạ, mô tha dạ. Dạ, kính lễ thượng tọa Lưu Bông, kính lễ sư Lý Đức, kính lễ sư Pháp Trang. À, kính chào tất cả quý vị. Nghe nghe đó ạ. Alo. Dạ, tôi sư con nói con còn trẻ, hình như có người ta có ganh tị hay sao, sư già không biết như vậy, có phải người ta đang ganh tị không? Người ta đang ganh tị với cái tuổi của người ta. À, thì cũng sẵn cái cô Nhật Quỳnh này, có nói thì con mới nhớ là cái câu nói của cổ hồi nãy, cô đặt câu hỏi. Cô nói cô nào cổ không có cho ông sư Tích Lan cũng về, Tích Lan đó. Nếu mà về lâu quá, cổ nhớ. À, thì giờ sẵn cái dịp này con cũng thỉnh sư giải thích. Giờ một người cư sĩ mà thương nhớ yêu một người ông sư, à, thì như vậy có bị phạm tội không? Nhưng mà chỉ tới cái giới hạn yêu thôi nhá sư, giới hạn yêu nhớ mà chứ chưa tiến tới gì khác. Rồi ông sư cũng có cái sự yêu thương là người nữ nào đó, mà chỉ tới giới hạn yêu thôi, thì như vậy cái vấn đề này có nó có bị phạm vào cái giới nào không, hay là có bị cái nghiệp gì không ạ? Dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Địa Tôn Hiền Nhã Kinh Thưa Chư Quý Vị. Bây giờ muốn biết có nghiệp hay không hay phạm cái gì đó, mình dựa vào chi pháp đi mình nói. Mình nhớ đi, nhớ với cái tâm gì. Mà cái tác ý làm cho nhớ đó, cái tác ý đó là gì. Nội như đó là thấy đủ mệt rồi. Ông sư ông đi đâu kệ ông, mình nhớ ông chi. Đáng lẽ ông sư ông đi rồi đó, mình nhớ cái pháp ông để lại cho mình đừng nhớ không? Bởi vì mình nhớ cái pháp ông để lại có thể mình đi ra được, chứ không mình nhớ ông là mình đi luân hồi mãi mãi. Thành ra không có nên nhớ ông sư, hay là ngược lại ông sư nhớ ai đó, chùa chào cái này có buồn mệt chứ. Thành ra mình muốn nói cái gì đó thì mình cứ dựa vào chi pháp của những cái điều đó thì mình sẽ biết tội hay không tội. Thì cái định nghĩa tội thì tội là gì? Tội là hành động đưa tới cái quả khổ đau. Tức là khi nhớ, tức là một trong những cái tâm tham này, tâm tham tội hay không tại vô chợ hay là hú chợ gì đó, là thấy là nó phiền rồi. Nhưng mà cái tác ý để đưa dẫn mình tới cái đó, tức là mình tạo nghiệp. Đó là tại sao Đức Phật những cái giới mà liên quan tới yêu đương đồ này kia đó, trong kinh, trong luật của ông sư nó khủng khiếp chứ nó không có nhẹ. Thành ra phải tạo nghiệp rồi chắc rồi. Còn bây giờ mà mình muốn nhớ thì không ai nói đó. Nhưng mình nhớ cái gì, cái hay ông để lại là cái Phật pháp ông để lại cho mình đó. Không ra đi ông để lại câu pháp mà mình cứ nghiền ngẫm, mình lặp đi lặp lại câu đó hoài tới chừng gần tắt hơi thở rồi mình tự nhiên cái tâm mình nhắn lên, cái mình nghĩ từ đây về sau không còn cơ hội đi gặp nhau nữa rồi, tại vì mình đi lên còn đi xuống mình sẽ gặp được. Anh đã nhớ liền, đã nhớ cái đó. Nam mô với thầy á. Dạ sao đó dạ, kính thưa mình tỏ lý phong. À, nhưng mà trường hợp nha, chúng nó có trường hợp cũng đặc biệt thôi chứ. À, ví dụ như cô đó cô thương nhớ ông sư đó, tại vì ông sư đó là đẹp trai ha, sư nó giỏi, sư nó hiền lành đạo đức, thì cái vấn đề đó là một cái đối tượng mà để cho ta phát sinh cái sự thương mến. À, khi người ta thương mến vậy đó thì mình ta chỉ khởi lên trong cái lỗi ý thôi, chứ ta đâu có hành động như vậy. Nếu mà mình nói như vậy thì giờ khi mà ta chỉ yêu thương trong tâm hồn thôi, thì như vậy có bị nghiệp không, nghiệp ý nghiệp phải không ạ?
mà những người ta chưa có ra thân hành hay khẩu hành thì vấn đề này con cũng tỉnh sư Diệu Quang Hỷ giải thích cho nó sâu sắc chút. Dạ, nam mô Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư. Dạ, kính bạch chư tôn ngày ngày. Dạ, kính thưa chư quý vị. Ác ý nghiệp, ác ý nghiệp nó có ba, tức là tham, sân với tà kiến. Thì hỏi không tạo nghiệp sao được? Tạo nghiệp là chắc chắn rồi, nhưng mà nghiệp nặng nghiệp nhẹ gì em dùng đó, thì không, thì mình phải biết là tùy theo cái mức độ của đó. Nhưng mà cái chuyện can hay không can đó là cái chuyện đó, không phải của cư sĩ cư Phật, của cư sĩ Phật tử hay của ông sư gì cả. Ông sư là gì? Là giới phải giữ định phạm tuệ với tu đó. Mà giới không giữ định phạm tuệ với tu là trần đất đó. Còn cận sinh năng người sẽ nói cũng vậy, giới giữ định hành để hộ pháp đó. Mình hộ pháp bằng cách là mình kiếm thiện để cho mình được gần ông sư, để cho ông sư đi đâu thì cái đó thôi, chứ hộ pháp đó là không ham rồi. Mà lỡ cô đó là em của bà Trung Diệu Diệm, chắc không dám ở gần để cho ở đó, mình đừng cúng cho bà lại, mình đang nguy hiểm lắm chứ, mình bị giận rồi. Chắc cái đó là kinh nghiệm của Quỳnh Kinh rồi, phải không? Rồi không nên. Thật sự ra đó, làm thế nào để cái tâm mình nó luôn luôn trong sạch là điều hay nhất, bất cứ trong trường hợp nào. Bởi vì cái tâm trong sạch là cái tâm có thiện pháp, dầu rằng thiện pháp tri trí đi nữa, nó cũng giúp đỡ mình nhiều hơn bất cứ cái hành động nào khác trong đời của mình. Thành ra thường thường đó, trong mấy cái chùa mà ông cả ông hơi khắc khe đó, mình không có việc gì làm thì mình cũng có sách, sách ra mình đọc, chứ ông không cho ở không, không bao giờ cho ở không. Hồi xưa bên Thái có chùa có vị sư Minh Điện là Quách Thám Ô đó, nghĩa là sáng đi thì bệnh về để xuống, ra quét sân trước rồi đó, sân xong vô ăn xong rồi thì rửa chén rửa đồ xong rồi đó là chia đó, chia thành từng group group thích. Group nào thích gì pháp thì qua group đó, group nào thích tăng kinh qua đó, group nào học về luật qua đó, chứ ông không bị ông cho không đó. Mà từ khi lúc sáng thức dậy cho tới 10 giờ đêm ông mới thả về phòng. Đi đậu ngoài xin phép, chứ không phải muốn đi đậu đi rồi qua tam ô gì nào mà cứ quen. Anh sẽ thái hỏi cái đó là biết. Chứ không phải là giống như chùa Việt Nam thì phải đây à. Muốn làm gì làm, khỏi ai lo ai thế. Thành ra cái học ở Thái Miến Điện học là cái bắt buộc rồi. Thành ra nào cũng phải học. Còn ông sư mà ở với thầy cũng phải 5 năm tối thiểu mà với thầy đủ những cái chuyện đó, phải học hết. Thế nên nhờ học vậy đó, dầu rằng sau này mình có không đủ phước để mình thu tiếp mình là đời thì ít nhất cũng giúp đỡ cho sau được. Chứ còn mình mà cà kê dê ngỗng rồi tới chừng mình ra đó, mình không ổn dậy thôi thì nó xấu thêm chứ không có gì. Nằm mô với thầy á. Dạ, xa lắm. Dạ, kính chân đừng tội lưu tâm. À, quý vị có ai có câu hỏi gì đặt lên nha, Nguyên Trang lên đọc. Để chúng tôi để tránh mất thời gian, chúng tôi hỏi, xin hỏi sự lưu tâm tiếp vấn đề như thế nào. Như người thiền đó, thưa sư. À, con được biết là có một số chỗ mà trường thiền đi vào thiền á, thì trước khi bước vào cái buổi thiền tập thì nó kêu mình phải dọn tâm. À, phải dọn tâm cho nó ngon lành, sạch sẽ đó. Cũng giống như một thửa ruộng trước khi mà trồng trài cày ruộng lại lên thì phải dọn sạch sẽ cái ruộng đó rồi mới làm ruộng cho nó tốt đẹp. Thì trong cái vấn đề này thì cái sự dọn tâm á, thì mình phải nên hiểu như thế nào, bởi vì một người bước vô cái thiền tập thì người ta chưa có một cái gì mà để người ta có được cái nền tảng về tu học, thì giờ kêu người ta dọn tâm là dọn sao, thưa sư? À, như thế nào gọi là dọn tâm, mà dọn bằng cách nào, phương pháp nào? Dạ, cũng tỉnh chưa. Nam mô Bổn Sư. Dạ, kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị.
thật sự là mình đi hành thiền ở bên làm gì nó có số trở ngại, và cái trở ngại đó thường nó trong cái sách nói về thiền nó điều chỉ trước hết nó gọi là bà lý phụ khá. Thứ nhất về vấn đề chỗ ở chẳng hạn, cái phòng của mình hay cái chỗ mình vô đó, cái gì có thể là làm trở ngại để mình ví dụ mình ở 3 tháng này, trở ngại vòng 3 tháng. Thứ nhất là mình có dị ứng cái mùi qua gì, có gì trong đó, cái đó mình phải coi chừng. Rồi cái chỗ mình ở nó, cái chỗ ở đó, nó có thích hợp hay không, có 7-8 chuyện nói nhiều như cái chỗ gần đường quá hay là cái chỗ xa cái điều kiện gì đó. Ví dụ như trong mấy trường thiền thì nó không có giống như là mấy cái chỗ nó làm trong thành phố quý vị biết. Ví dụ nhà cầu thì nó không ở gần mà rất là xa, cái cốc là cốc không, là nó muốn đi đó rồi phải coi là giờ đường như thế nào để phải đi từng cái, để tối lỡ mình có đi nó bao nhiêu chuyện đó. Rồi cái như ông sư thì liên quan tới vấn đề đi tiệm binh, mình phải hỏi hết đàng hoàng để cho rõ ràng để mình coi nếu được thì mình mới xin ở, còn không thì mình phải gì xin cái chỗ khác, chỗ nào để mình lựa chọn như vậy đó. Trường thiền mới xây thì cũng không nên, là tại sao nó có những mùi sơ, mùi của sơn của này của nọ, đó là rồi những cái chuyện gì đó là mình phải hỏi cho kỹ càng là để kiêm sụm là mấy cái chuyện đó thì có liệt kê trong thành tình đạo rất là rõ ràng, cái gì nào rảnh giờ động thấy để cho biết nó có chừng 50-60 chuyện vậy đó, là phải chuẩn bị đàng hoàng để trở thành một thiền sinh mà không còn ấy rồi mình giỏi dùm coi những cái đồ riêng tư của mình, ví dụ thuốc của mình là mình hay bị dấn hay phải bị ho bị gì đó, thuốc mình đủ trong phải ở đây vòng 3 tháng hay không, hay là ví dụ như còn ngoại quốc tới giống như chúng tôi tới chúng tôi phải vô hỏi kỹ vấn đề mà là làm sao xin để được ở trong vòng 3 tháng đó, chứ nếu không mình này kêu là mình cứ mình ngồi nghĩ việc của mình nó đóng dấu tháng việc mình mở thêm được nữa hay không, rồi thế bao nhiêu chuyện chứ không phải là chuyện dễ đâu quý vị, coi cho đầy đủ hết rồi này kia rồi mới hạ thủ công phu đó. Như vậy mình vẫn còn trở ngại chứ không phải cái thời tiết đó mình không biết được. Ví dụ như hôm qua đó mình nói cái chuyện mà chuẩn bị nước uống, nước thường thôi, nước uống là phải nấu rồi này kem chùm lại, con người có nhiều cái cơ thể nó không có ấy được, dân ở đó nó quen cho mình uống vô là tối đó là thay vì mình ngồi thiền hay là mình đi kinh hành, nhưng mà lúc đó là tào tháo được là mình phải chạy kinh hành trong đây nó đi kinh hành được, nó nhiều chuyện lắm. Thành ra cái đó là chuẩn bị tâm, chuẩn bị này chuẩn bị nọ để làm cho những cái tâm không bị những cái phiền não đó, nên bị cái trục trặc đó để nó vô nó quậy, nó làm hư cái niệm định duy tại của mình trong việc quan sát đối tượng đó, là liên quan cá nhân mình rồi làm sao phải lên hỏi, xin gặp thầy sư để hỏi những cái điều kiện của trường thiền đó, những cái đề mục mà thầy dạy hay gì xem hỏi cho kỹ để xem mình có khả năng để hiểu biết cái đó hay không cái đó. Bởi vì thường mình đi mấy trường thiền đó, nhiều khi ông thầy sư mà nói cùng ngôn ngữ mình không có, mà có thể ông mời ông thầy sư nào khác là kêu bất cần tâm dịch nhìn bao nhiêu chuyện mà hỏi hết á, hỏi chuẩn bị cho đàng hoàng đầy kia hết rồi chứ không phải không. Mà mấy cái này đó mình tưởng nó bình thường, không bình thường đâu. Trong thanh tịnh đạo, thí dụ một chuyện đó, là ông thánh sơ quả đó, ông đi đâu cũng về ông tính ngồi thiền, nhưng mà ông thấy như trước có rác cái gì nó thôi để mình ngồi xong mình trả tiền không, mình đi quét rác, ngồi cứ nghĩ tới rác thánh á, chứ không phải giỡn đâu, ngồi nghĩ tới rác á, nó mấy cái đó là phải làm hết. Còn như mình ở cái nơi đó thường mình uống nước nóng uống lạnh, mình có cái lò để nấu nước sôi, cái mình để ấm lên, cái mình vô mình ngồi thiền, ngồi mình nghe tiếng ho rồi mình thôi xả thiền chứ làm gì vậy. Nó rất là nhiều chuyện trong tâm là đạo liệt kê rất đầy đủ, nằm dùng coi cho kỹ vậy đó, coi mình cái chỗ nở đó nó có đầy đủ cái đó hả, cái đó là chuẩn bị trở thành cái một thiền giả này. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, xà thú dạ, rất tri ân thượng tọa Lữ Tông. Quý vị cúng dường hoa lên sư Lữ Tông quý vị. Thì sẵn sư nói về vấn đề này thì con cũng hỏi sư là trong cái vấn đề mà một người hành giả ngồi thiền đó, như sư nói là ngay cả bậc thánh cũng còn phát sanh những cái phiền não vậy, thì khi một người hành giả mà ta hành thiền thì
đương nhiên là nó phát sanh tùm lum, lúc nghĩ chuyện này, lúc nghĩ chuyện khác, lúc nghĩ chuyện nọ, đủ thứ chuyện phát sanh. Thì có một số người người ta nói nó cái đó là nó những cái loại phát sanh đó nó là những cái thuộc về vô thức, nó phát sanh từ bên trong cái tâm thức của mình, nó là một cái gì đó mà nó đã từng nhiều đời nhiều kiếp vậy rồi, thế nên mình cũng không cần phải quan tâm cái đó, bởi vì cái đó nó chỉ là những cái tư tưởng thuộc về vô thức nó trong cái hệ tâm của mình thôi. Thành ra vấn đề này theo như sư thì vấn đề này mình có phải nên là diệt nó không, hay là mình cứ để cho tự nhiên nó phát sanh rồi nó tự động nó coi như là tự sanh tự diệt. Trong cái vấn đề này con cũng thỉnh sư Quan Nghĩa giải thích về những cái vấn đề này. Dạ, là một cái thầy. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con kính bạch Chư Tông Hành. Dạ, mình xin chào chúng con. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, mình khinh thường phiền não của mình không được đâu, nó giật mình đi chơi, ban đầu mình tưởng là chuyện nhỏ, chứ thật sự ra khi mà mình vô trong đó rồi mới biết, mình vừa nhìn cái đối tượng là cái tâm nó trở lại cái đó liền, mình có kéo đối tượng nó không trở lại, đến nỗi mình phải đứng dậy để mình làm cái đó, cho nên không có dễ gì mình tưởng đâu. Khi mà mình làm cái chuyện gì mà nó chưa có đầy đủ điều kiện đó, thì não mình nó dấy lên đó, nó hại mình ghê lắm, chứ mình đừng có tự dễ. Thành ra những cái đó tại sao mà trong những cái sách như dạy về thiền, như thanh tịnh đạo, họ liệt kê ra để họ nói là phải làm cho nó xong này kia cho nó đầy đủ trước khi mà hạ thủ công phu là như vậy, chứ không phải dễ đâu. Nói cái chuyện đó mình vô trong đó, thứ nhất là ngựa quất dễ bị vô trong cái phòng của mình đó. Mình để đồ đó, cái mình làm còn coi cũng quan sát giống như mình đọc trong sách đó. Nhưng mà khi mình ngồi mình nghĩ không biết ở chiều mình có cất cái bát bon đó, nó vào cái chỗ mình muốn chưa, tức là quý vị nghĩ quý vị ngồi để quý vị chờ được không, chờ xả thiền rồi đi kia coi cái bát bon ở đâu rồi được không, bảo đảm không được. Mà nó nhiều chuyện nó làm như vậy đó, chứ không phải một hai chuyện, không hai chuyện. Mà thường thường trong đó mình ở mình nổi vấn đề ăn uống không cũng khiếp ghê lắm, chứ không phải không. Mình ăn có thể hồi lúc mình ăn mình đói, mình ăn mình không thấy gì, nhưng mà hồi cái là nó sâu ruột, mình nghe ọt ẹt cái là bắt đầu là mình hết muốn thiền rồi. Thành ra những cái đó mà mình tùy, mình để cho nó tùy duyên, nó tùy cơ hội của nó, là cái chuyện đó là mình thua cục, chứ không nói thế nào đó. Phải thua cục. Nghĩa là cái con người mình á, cái thằng cha mà nó làm cho mình nguy hiểm nhất á, là cái anh phiền não. Cái phiền não bình thường mình tưởng đâu nói thôi cái đó chuyện nhỏ, nhưng mà ở trong những trường hợp chuyện nhỏ nó cũng lớn, chứ không phải không thành chuyện lớn như trời, mà đa số đều bị vậy đó. Tôi là chưa kể cái chuyện mà ở mấy cái trường thiền mà ở xa đó, ngoại trừ những rắn rết độc thì nó nhiều khi bị ma nhát chứ, nó ma nhát vậy đó. Rồi nhiều khi mình có những cái chuyện, chúng tôi kể cái kinh nghiệm riêng cá nhân rồi cho quý vị biết. Bên cái góc tôi, chúng tôi đã có cái gốc cây. Gốc cây hồi xưa không biết sao người ta đốn, người ta cắt nữa khoảng chừng tới lưng mình thôi. Thì chúng tôi ngày nào chúng tôi cũng rửa cái bát cái úp đó, phơi mà. Cái đêm đó bị Tào Tháo rượt bất tử ra, nhờ thấy cái gốc cây bật ngửa ra, tưởng ai rình bật ngửa ra. Mà mình ngàn ngày mình nhìn nó đó. Người chúng tôi qua, chúng tôi kể cho ông sư ở gần đó nghe đó, cái đó nguy hiểm quá. Ông nói ông thấy ông bật ngửa cho tôi, cái xưa tôi ông thấy nó đứng chỗ cho tôi thấy nó nhúc nhích nữa kìa. Nghe thằng Chanh học cái bệnh tưởng tượng cũng giống nhau đó. À, tưởng tượng nhiều ít mà thôi, nó mà tưởng tượng cái kiểu đó thì cứ quên cái nó vô ngủ tiếp. Xin lỗi, nói chơi thì cho nó thiệt rồi quên. Những người nào từng ở trong trường thiền quên hỏi đều bị hết, cho quê ấy bị hết. Thành ra những cái đó là mình nói tùy, nó hồi nó biến mất không bao giờ.
nó quậy cho tới Quỳnh bỏ 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 chùa luôn á chứ. Nam mô Bụt Thầy giá. À, xa thứ à, kính chân thượng tọa Đức Tông rất nhiều. À, đúng là như vậy. À, những cái phiền não thì quả thật mà rất là gì đây, chánh tâm hỏi đây, thưa sư, thời nay có ai tu đắc được thánh đạo quả hay không thưa sư? À, đây cái câu của chánh tâm muốn hỏi, và con cũng thỉnh sư quan nghĩa giải thích luôn cho chánh tâm. Và ý chánh tâm muốn hỏi là trong cái thời này là có ai đắc được thánh quả hay không, à, thánh đạo, những người tu được quần đạo, tu được quần quả hay không? À, con cũng thỉnh sư. Nam mô Thầy gia kính bạch chư tôn này, dạ kính thưa chư quý vị. Quý vị nào rảnh vô là cái chú giải tăng luật Samantha Ba Xã Đi Ca trong năm 1388 trong pháp này, tám trong pháp đó, chú giải giải thích là tại sao mà khi mà ngài Nanda đã xin cho người nữ vô tu đó, thì Đức Phật có nói là sẽ nó giảm tuổi thọ của giáo pháp xuống còn nữa đó, là vậy. Thì chú giải giải thích là giảm theo cái bậc thánh. Thì 1000 năm đầu đó có bậc thánh tứ thánh quả, có cả tứ vô ngại giải, có cả lục thông. 1000 năm thứ hai thì chỉ còn có thiền cô tên tức là Sùng Khảo Quý Bạch Sa Đà, tức là cái gì đó đắc a la hán qua cái thiền minh giác, không nhưng có đắc thiền, không có thần thông gì hết. 1000 năm thứ ba thì còn có tới bậc tam quả mà thôi, 1000 năm thứ tư còn bậc tứ quả, 1000 năm cuối cùng thì chỉ còn bậc sơ quả thôi. Mà kiếm là thành ra cái 1000 năm thứ ba này vẫn còn bậc tam quả, bậc tứ quả và bậc sơ quả, tức là vẫn còn như thường, còn cho đủ 1000 năm. Đó. Còn bây giờ có người đó dựa vào cái câu nói của Đức Phật trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn đó, nói khi nào mà còn người tu tập bát thánh đạo thì bậc thánh không có dứt. Xin thưa với quý vị đó, ngài nói câu đó là nói trong cái điều kiện Phật pháp vẫn còn, nghĩa là vẫn còn giống như khởi đầu rồi đó, tức là vẫn còn đầy đủ đó, những điều kiện đó. Nhưng xin thưa quý vị đó, qua những cái chế định Phật pháp không thể nào mà tồn tại được cả. Chúng tôi lấy trong luật ra, chúng tôi nói để cho quý vị suy nghĩ để biết như vậy. Thứ nhất, thời kiếp này là kiếp giảm, tức là mỗi 100 năm này con đã giảm 1 tuổi. Giảm 1 tuổi. Thì cho tới 7.000 năm, thì con người ta lúc đó chỉ còn khoảng 30 bậc ít hơn. Nhưng mà trong giáo luật, Đức Phật đặt ra cho một người đi tu là 20 tuổi mới tu. Không. Mà tu cái đầy đủ, học đầy đủ rồi đó, trên 10 hạ mới được làm thầy thế độ. Tức là cái gì đó tối thiểu cũng 30-31 tuổi, 32 tuổi mới làm thầy thế độ rồi. Thành ra khi mà kiếp này là kiếp giảm, tới con người ta đó mà nó giảm xuống, nó còn khoảng tuổi đó thì không còn nhà sư nữa, thì quý vị lấy gì tu, lấy gì hành? Là đương nhiên là Phật pháp là suy đồi thôi, chứ đừng có nói gì đó, nói dựa theo những cái điều luật, điều chế định của Đức Phật, hay là theo điều kiện của thiên nhiên, mà mình có thể mình thấy là Phật pháp không thể trường tồn giống như mọi người nghĩ, hay là đạo quả không thể trường tồn giống như nói mình nói, hay có tứ bát thánh đạo thì còn không thể nào chấm dứt bậc thánh. Xin thưa quý vị đó, bát thánh đạo còn, nhưng mà phải hiểu Đức Phật nói là nếu mà còn người đắc hành bát thánh đạo thì mới còn cái kia. Còn bây giờ bát thánh đạo còn mà không ai hành hết thì làm sao còn bậc thánh được, thấy không? Mình phải hiểu cái ý của Đức Phật nói để mình hiểu nó rõ ràng hơn những cái điều kiện mình sống hiện tại. Nó phải đi theo một cái số điều kiện của thiên nhiên, chứ không phải là cái điều kiện của chế định không được. Nằm ở bậc thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ quý sư và con kính chào đạo tràng ạ. Dạ, kính cảm ơn thầy kinh đã cầm mic và đặt câu hỏi ạ. Dạ, sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Theo đồng hồ của con thì chỉ còn là 23 phút nữa thôi.
mình sẽ hết giờ ạ. Nên con kính mời quý cô chú cùng tham gia đặt câu hỏi. Nếu mà có những thắc mắc gì khi mà bài học của mình chưa rõ thì có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài, hay là có thể chết chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. À, Nguyên Như ơi, có câu hỏi không Nguyên Như? Có thấy Nguyên Như trong room nè. Dạ. Dạ con không biết cô Trần Đạo có câu hỏi không ạ. À? Ồ, xa thú bàn tay của Nguyên Như. Dạ, Nguyên Trang gửi mic lại cho. Câu hỏi ở trên, có câu hỏi kìa hả? Nguyên Như ơi, chờ Nguyên Trang cái nha Nguyên Như, hay là Nguyên Như... Nguyên Như đặt câu hỏi đi ha, rồi Nguyên Trang sẽ đọc câu hỏi sau, hay là chờ. Để con kiếm câu hỏi. Dạ, con xin lỗi. Ồ, con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Thiện Lành. Dạ, kính thưa sư, con nghe nói về trí phân biệt danh sắc mà không hiểu. Xin sư giải thích giùm ạ. Dạ, kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ, con kính dâng mic lại cho ngài ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tổ hoàng, dạ kính thưa chư quý vị. Trong cái thân này thì chỉ có hai chuyện để nói thôi, danh và sắc. Danh gồm có tâm, tâm sở, sắc và sắc pháp, còn có 24 cái sắc, tóc, lông, móng, hình da, sắc. Thì mình phân biệt nó ra, chứ hồi xưa giờ mình tưởng nó là một khối. Thành ra mình hành thiền để mình thấy cái này là do sự ráp nối của nhiều cái hợp chất nó mới thành. Thành ra khi nào mình nào thấy rõ, lúc nào cái mình đang thấy đó, lúc đó là danh hay là sắc, hoặc ngược lại, hoặc cả hai, như thế nào đó. Thì lúc đó được gọi là đưa đắc, cái thầy thấy danh sắc. Thứ hai là thầy phân biệt danh sắc là như vậy. Nhưng mà nó còn xa lắm, thành ra ráng học. Còn nếu mà có lãnh vô rồi mà học với Quỳnh Kinh là để hiểu đang dạy gì, nhiều pháp đó, hiểu danh sắc là như thế nào, rồi bắt đầu về đó, rồi mình dựa vào những cái điều kiện là cái gì xuất hiện trong mắt thì gọi là gì, xuất hiện ở tai thì hay là xúc chạm thân thì gọi gì. Đang quan sát cho tới khi nào mình bỏ được cái chế định pháp thì lúc đó mình được gọi là thấy danh sắc hay là phân biệt danh sắc. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu Thiện Lành đã xa thú con, kính tri ân sư. Và sau đây Nguyên Trang kính mời bàn tay của Nguyên Như nha. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Khai giá. Dạ con xin kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con xin kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Bạch ngài, Nguyên Như có câu hỏi là con nghe nhiều người hay nói là khi mà mình hành thiền á, mà mình nếu mà mình hành thiền quán á thì mình ít có bị đậu quả nhập ma, còn mình không biết á mà mình cứ hành thiền định là mình hay giống như cười nói giống như khùng á ngài. Con nghe thầy Kinh hay nói như vậy lắm, mà con xin ngài giải thích là tại sao vậy ngài. Xin ngài giải thích cho con và đạo tràng cùng hiểu ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Mình học không tới nơi, hiểu không tới chốn, mà mình hạ thủ công phu thì tại vì hành thiền chỉ mình tưởng thiền minh sát, hoặc ngược lại thiền minh sát mình tưởng thiền chỉ, thì trước sau thì nó đưa tới cái tình trạng vừa đi vừa cười, vừa đi vừa cười cười đó là biết rồi. Mới vô thì gọi là hành giả, họ Nguyễn họ gì đó, họ Nguyễn họ Trần họ Lê họ Lý gì đó. Nhưng mà khi ngài ra khỏi đường thiền là hành giả họ Tôn. Mới dư biết hành giả họ Tôn không? Thì đi dở bẹo đó. Cái chuyện đó rất là bình thường. Thành ra cái chỗ nào mà giới thiệu là không học cũng có thể hành được, là quý vị nên cẩn thận. Người ta học tới từ sói tráng ngày nào, người ta hành chưa có tới đâu để ở đó, còn học không có gì hết. Danh chưa biết, sắc chưa biết, mà cái nhào ra là cái ông thầy sư không dạy gì, hay thầy sư mà thầy sư thứ thiệt họ không dạy gì đâu, mà thầy sư mà chưa phải là thứ thiệt đó, họ nói là nghe không biết là nghe này kia sùm. Thật sự cái đó không phải là hành thiền,
cái đó chỉ là tập niệm mà thôi. Đi mà dở à, bước à, đà bà chỉ là tập niệm mà thôi, chứ không phải là thiền. Quý vị nên nhớ chuyện đó. Thiền là công việc làm của tâm, chứ không phải công việc làm của thân. Đi đứng nằm ngồi gì đó, nó là phương tiện để cho cái tâm nó làm việc. Đó, thành ra thiền là đi đứng nằm ngồi đều được hết, chứ không phải là lúc nào mình cũng phải ngồi đó. Ngồi mới là ngồi thiền, hoặc ngồi kiết già rồi này kem dùm đó. Nói thật sự, nói cái đó nói chơi chứ không phải thiền. Nó có nhiều người nói kiết già mới có kết quả, không có kết quả xin lỗi ông sư nào bóng bài cái đó, quý vị biết trước sau gì không ai để bác á. Gặp cái cô đó hay là cái chị đó mà tháng tới chỉ ra nhà thương thì chú mà giờ biểu ngồi kiết già, chị chửi cho ông trận vợ đó, mà nói chuyện giỡn không phải dễ đâu. Lúc đó chỉ nước sách ghế năn nỉ bà ngồi để cho bà tập cái tâm bà được an vui trong những cái đối tượng chứ ở đó mình biểu ngồi kiết già mới được. Quỳnh Kinh Nguyên Trang không để ý gặp người nào mà kiểu đó thì hỏi chị muốn ngồi sao thoải mái thôi nha, chứ nói coi chừng phải ngồi kiết già mới được, là coi chừng không có bảo toàn sinh mạng được đâu đó. Nam mô Bụt Thầy á, thành đã điên lại như vậy. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ, con xin kính trì dẫn ngài giải thích, và dạ, con xin có một câu hỏi kế tiếp là tại sao mà bình thường chư tăng nói là mình phải đi tới trường thiền hoặc là mình phải gặp vị sư đó mình mới học trực tiếp được mà không qua mạng được. Có nhiều người cũng thắc mắc là tại sao vậy thưa ngài. Tự vì cái vị sư đó phải thiệt sự biết mình ra làm sao rồi biết cái tánh khí mình mới dạy được, chứ nếu mà ngồi cứ qua phone hay qua internet không được, có phải lý do như vậy không bạch ngài? Dạ con xin dâng đức lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy và kính bạch chư tổ nguyện và kính thưa chư quý vị. Nghĩa là người mình á, thứ nhất phải gặp thiền sư để nghĩa là mình vô và trình bày ra một số cái điều kiện, ông dựa vào cái điều kiện mà mình trình bày qua ông hỏi mình trả lời đó, để ông biết mình cá tánh gì, cái khả năng mình tới đâu, để ông khi mà ông cho đối tượng ông dễ dàng theo dõi. Nhưng mà với vị thiền sư đó là phải nói cái cùng ngôn ngữ với mình. Chứ ông đó, ông người Nhật hay là người Miến Điện, ông nói tiếng Anh, mình là người Việt nói tiếng Anh, không có gì bảo đảm hai người hiểu nhau đó. Chúng tôi họ mới qua Thái, chúng tôi kể người nghe trong room này đó. Tôi mới qua Thái, chúng tôi nghĩ là mình nên đi hành thiền. Chứ còn bây giờ mình lớn tuổi mà học tiếng Thái này mình học không nổi. Thì có một cái vị sư đó nói được tiếng Anh mà mới tình nguyện mỗi tuần ông xuống trường thiền 2 ngày để ông làm thập viên, tức là mình hành hành tuần là trình pháp 2 lần là thập viên. Nhiều khi ông thị sư ông nói đã đợi nghe ông dịch lại rất là vấn tắc ngắn lắm, mình hành không có kết quả, ông về cái bỏ công ra đi học tiếng Thái chứ không có nói tiếng nào đó. Ông Thái xong cái mình trở lại đó mình thấy khác. Mới về nó hỏi ông sư đó, nói ông hồi xưa ông thiền sư nói gì sao ông nói với tôi ít vậy. Ông mới nói là bộ ông tưởng tiếng Anh tôi giỏi như ông nhỉ. Nhưng không, thấy không? Cái đó là chết chứ không phải ông chết. Đó. Thành ra khi mà mình tới đó tại sao phải gặp thiền sư? Tại gặp thiền sư đó mình phải nói một số điều kiện mình từng hành cái loại gì đó, thiền sư rồi mới nói một số điều kiện gì đó cho một cái đối tượng nào thử. Một số trường thiền chúng tôi đi tới không bao giờ biểu tôi chúng tôi phải làm theo cái điều kiện của họ, không có. Tại vì quý vị thì tới quý vị nói quý vị chưa hành cái gì người ta mới nói. Tôi mới bắt buộc cho quý vị một số chuyện để mà thử rồi cái cá tính quý vị như thế nào, cái điều kiện học hỏi quý vị thế nào. Ngày đó chúng tôi tới trường thiền ngày siêu minh vậy đó. Vô ngài có hỏi thì chúng tôi nói chúng tôi hành ở trường Thái ở bên ấy rồi này kia như vậy vậy vậy, thì ngài chỉ nói một câu thôi, tiếp tục ngày mai trình pháp, chứ ngài không có nói là phải làm gì đó. Thì gặp thị sư là những cái đó rất là quan trọng, bởi vì ông đoán được mình ở chỗ nào được từ đâu tới. Chứ còn thị sư không thấy mình, ông không biết cha này ở Mỹ tới hay là ở Việt Nam qua hay là ở Tàu xuống cũng như không, thấy không? Mà không biết thì chỉ nước là trước sau thành hàng giả họ tôn, giống như tôi nói thôi, không có được nào khác.
nên nhớ hành thiền chỉ hay thiền minh sát đều bị lạc thiền giống nhau, chứ không phải là đừng có tưởng là hành thiền minh sát là không bị lạc thiền. Hành thiền minh sát mà không biết gì nó lọt qua thiền chỉ rất nhanh, bởi vì thí dụ như mình là cái người cái tiền nghiệp của mình là một phạm thiên hết phước rớt xuống cái bịch, và cái mình kiếp này cái mình đi hành thiền, ông thiền sư ông không biết, ông biết phải quan sát cái gì vậy để thấy danh sách sao sao, bảo đảm trời đánh mình cũng làm không được, mà mình cố gắng mình làm thì không là mình điên. Đó, tại vì mình cái thiền nghiệp của mình là người tu thiền chỉ, thì ông thiền sư giỏi ông biết cứ tu đi theo cái đề mục là tu đi, khi nào mình tới cần định cho hay thì tới cần định cho ông hay đến làm gì, ông nói thôi giờ coi thử đây. Tâm sở tầm với tâm sở tứ nó ra sao, diễn tả cho ông coi cái điều mình quan sát mình thấy trong cái đó, thì ông biết mình thiệt giả, nếu mình đi sai thì ông ngăn ông bắt đầu ông không cho tới từ đó. Còn hành thiền minh sát mà thứ thiệt đó, mình kiếp trước mình từng thiền chứ không minh sát tại sao điên, bởi vì thiền minh sát mà bảo đảm là tới cái tệ thứ tư phần sau, tệ thứ tư đó tức là Uthayappaya nhà ná đó, nó có hai phần, thứ nhất là tạ lu ná Uthayappaya nhà ná, nên phần sau là phá lu á, tức là phần trước nó yếu phần sau nó mạnh đi, hay phần trước nó yếu á tại sao vẫn lạc thiền thường, bởi vì cái phần trước của tệ thứ tư đó nó vẫn có quý bạch sanh bậc kỳ xà, tức là có minh sát phiền não phát sanh như thường, mà minh sát phiền não phát sanh mà mình không biết thì mình lạc chứ sao không lạc được. Còn nếu mà mình biết mình làm cái tìm cho nó mất năng lực hoặc là mình tìm cách gì mình không có có để cho nó tiếp tục hiện diện thì mình mới tới cái tệ thứ qua được cái đó, thì mình qua tới cái tệ thứ tư, tức là tệ thấy danh sanh diệt mà có năng lực đó, thì lúc đó mới đi tiếp được, chứ còn không là vẫn dừng lại đầu thường, bởi vì như bạch sanh nu và kỳ lê sa nó vẫn phát sanh ở tệ thứ tư, tệ phần đầu của tệ thứ tư đó. Thành ra mình nói mình qua điện thoại qua đầu á, nó chơi vô chứ không là thử nha, thử rồi mai mốt nói tôi bữa trước tôi vô thoại trong rùm mà ông không chịu chỉ, giờ tôi phải vô biên hòa tôi nói, ở thế nào mệt năm mùa bích thầy á. Nam mô bích thầy giá, dạ con xin kính tri ân ngài, dạ bạch ngài, con thấy có Phật tử phù vân có giơ bàn tay xinh đẹp lên, dạ con xin nhường mic lại cho đạo hữu ạ. Dạ, dạ Nam mô Bụt Thầy á, dạ con kính lễ quý tôn đức trong đạo tràng, dạ con kính lễ sư Liễu Thông, dạ con có câu hỏi là, dạ thưa thời Bình Nhật á, thì cái thân ngũ quẩn của mình nó ngoài cái nghiệp ra thì là nó sống nhờ cái vật thực và sắc mạng quyền. Thưa Ngài, cái câu hỏi của con như thế, xin Ngài trả lời coi dùm con cái phần đó, giảng dùm con phần đó. Dạ, kính chuyển mic lên Ngài. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa chủ vị, thời Bình Nhật kia nhiều chứ làm sao không nhiều được, đâu phải hai cái không đâu. Nên nhớ đó, cái tâm của mình, lộ trình tâm của mình đó, thời Bình Nhật đó, nó vẫn đủ điều kiện để nó phát sanh tất cả các loại, chứ không phải ngoại trừ những tâm di tác thôi, và tâm thiền là mình chưa tới mình không nói. Còn cái vật thực đó là nó cũng dựa vào một số chuyện khác, bởi vì cái vật thực đây phải là vật thực là ô sa không, mà cái chúng sanh di tồn nhờ vật thực là tứ thực chứ không phải lòng thờ ấy. Thành ra dựa vào tứ thực, tức là nó có bốn chuyện để nói à. Cái đó không có chuyện để nói, là cái nghiệp quá khứ và cái nghiệp hiện tại, cái nghiệp mình đang làm hiện tại nè, nó giúp cho mình đi lên hay đi xuống, bởi vì cái hiện nghiệp đó nó vẫn giúp cho mình, nó vẫn giúp cho mình, nếu mà cái hoạt động của thân khẩu ý là thiện pháp là nó giúp, còn phần của thân mình là ác pháp nó giúp trong hiện tại, thì nó làm cho những cái nghiệp tốt trang trải theo mình nó bị mất năng lực chứ, mà nó bị mất năng lực thì mình sẽ bị nhiều chuyện chứ đâu làm sao không bị được,
chứ đâu phải về do sách mạng quyền với do mạng quyền với là cái nghiệp không đâu được. Đó, nhiều chuyện lắm, bởi vì cơ thể nó vận hành đó. Mình trong người mình có 27 cái sắc, mà 27 sắc nó làm nhiều chuyện lắm chứ không phải nó làm mọi chuyện. Rồi trong những cái danh của mình nó cũng làm nhiều chuyện chứ không phải mọi chuyện, bởi vì như cái danh nó phát sanh nó phải dựa vào sắc, mà khi nó dựa sắc nó phải dựa vào số cái đối tượng, mà dựa vào số cái đối tượng thì phải vô cái cộng nghiệp của mình đối với cái điều kiện mình đang sống, và cái biệt nghiệp của mình nó đang trả theo nó cho quả, thì mình tạo cái nghiệp mới đó thì cái nghiệp đó nó cũng hỗ trợ cho cái sự sinh tồn của cả danh cả sắc chứ, chứ đâu phải là một chuyện không đâu, rất nhiều chuyện kể hoài không hết ha. Bởi vì bây giờ mình muốn biết có bao nhiêu chuyện thì nghĩa là mình có mắt tai mũi lưỡi thân ý thì mình viết sáu lộ tiền tâm, bên cạnh sáu lộ tiền tâm là sáu cái lộ của sắc, sáu lộ sắc pháp, những cái lộ liên quan tới thì mắt tai mũi lưỡi thân ý mà về sắc pháp, những lộ liên quan tới thì mình cộng lại coi nó hàng ngàn tỷ tỷ cái lộ tiền tâm nó phát sanh, mà khi nó phát sanh nó có những cái điều kiện mới đi theo đó, điều kiện của quá khứ, điều kiện hiện tại và những cái gì mà nó đang hỗ trợ những cái điều đó, hoặc là nó đang phá hoại những cái điều đó. Ví dụ ác pháp phát sanh là nó phá hoại cái điều mình đang làm, mà thiện pháp phát sanh là hỗ trợ những cái điều đó, nó giúp cho cái đời sống mình từ lúc mà cái tâm tái tụng phát sanh cho lúc tâm tử phát sanh nó đi liên quan này, nó trùng trùng duyên khởi chứ không phải là một hai chuyện. Nam mô Bổn Thầy á. Dạ, sa thú kính tri ân ngài, và con có câu hỏi kế tiếp là sắc pháp ý sở hữu xúc thuộc danh hay là sắc, kính xin ngài giảng dạy ạ. Nam mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổ mẹ, dạ kính thưa chư vị. Khi mình nói sở hữu xúc thì nó là danh, chứ sao vậy được, nó là tâm sở mà. Nếu nó sở hữu xúc thì nó là danh. Nhưng mà nếu mình nói xúc nó là cái gì thì nó có hai chuyện: xúc danh và xúc sắc. Hai cái chuyện đó mới tạo những cái khác thì làm sao ấy được. Phải không? Mình nói sở hữu xúc tức là danh, mà mình nói xúc nó có thể là danh hoặc đó, xúc danh và xúc sắc. Thì xúc nó xúc với nhau, xúc danh nó tạo cái điều kiện khác, mà xúc sắc nó tạo điều kiện khác. Mình không có để cho cái đó là nói nó xài nhiều trong từ, mà nói xúc phải coi chừng. Nói xúc không thì phải có hai, mà nói tầm giờ xúc thì nó chỉ có một mà thôi. Nam mô Bổn Thầy, dạ kinh bạch chư tổ mẹ, dạ kinh thưa chư cư sĩ nam nữ trong đạo tràng, tất cả phước báo nào phát sanh giờ sự phát khởi trong ngày hôm nay, xin hãy làm mỗi duyên lành để tất cả chư tôn giả cùng cư sĩ nam và sĩ nữ đồng đạo tràng có cơ hội để chấm dứt được cả pháp ngũ ngầm nơi tâm ngay trong kiếp sống này. Nam mô Bổn Thầy, dạ nam mô Thầm Ma, dạ nam mô Sẵng Khởi, dạ nam mô Đất Tăng Đất Thầy Giá Xa. Dạ, sa thú lanh thai. Con xin thay mặt đại chúng tông đông thành kính đảnh lễ tri ân ngài Liễu Tông đã từ bi giảng dạy những câu hỏi trong đạo tràng để chúng con được hiểu hơn về lời Đức Thế Tôn dạy, và chúng con được tiến gần đến giáo pháp của Đức Thế Tôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch, đã tạo được trong buổi học ngày hôm nay, đến với quý ngài, nhất là ngài Liễu Tông. Cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Nam mô Bổn Thầy, dạ. Dạ con không biết đại đức Pháp Trang có nghe được âm thanh của con không bà sư? Dạ sư có ở trước máy không? Sư có nghe. Dạ xa thủ lành thai. Nhục Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhục Quỳnh sám hối sau khi sinh pháp, và sau đó con cung thỉnh đại đức Pháp Trang chúc phúc cho đạo tràng ạ. Uất tam ang ghe na quan đề hằng ba đa phạn sum và ruột tam ang bút thầy vô khá lý tổ đô sơ bút thô khamatu tăng mà măng
Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng thầm mình cha được vị thăng và răng thầm mê vô khá lý tổ đô sâu thầm mô khám mà tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uất tâm ăn ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha được vị thoát tâm ăn sang khê vô khá đi tô đổ sâu khô khăm mặt tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp trang từ bi hoan hỷ lăng đàn để chúc phúc cho rôm chúng con tròn đủ phước báo. Và con kính nhân mít đánh sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, chúc Phật, giáo pháp và chư tăng. Chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con giờ đây chúng con xin được phép đại diện ngài Chí Đức như chư tôn đức để phúc đức đến toàn thể đạo tràng cho Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dukkha pata chane dukkha phaya pata chane phaya soka pata chane soka hantu sape pipanino etavatam cham he he sampatam ponya sampadang sape devanumodantu sapasam pata chete yadanang dadantu sata jasilang rakantu sapada favana firatam antara canto devata rata sape pota palapa ca pace kanang ca jampalang arahan tanang ca tece narakan pantam me sapa so favatu sapa mangkalang rakan tu sapa devata sapa potam nufawe nasada sote favantu te favatu sapa mangkalang rakan tu sapa devata sapa tamam Nufawe nasada sote favantu te favatu sapa mangkalang rakan tosamba devata sapa sangkam. Nufawe nasada sote favantu te nguyện cầu vi đức Phật bảo, nguyện cầu vi đức Pháp bảo, nguyện cầu vi đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, thải điều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trị giới hạnh, biết lạc chú trong thiền. Chư thiên đã văn tập ma sinh tỳ hỷ phước lành, được các trường như ý, rồi phản hồi thiên sư. Chư toàn giác đại lực, chư động giác đại lực, thịnh văn giác đại lực, nguyện tổng trị vi đức, cầu phúc lành phát sanh tất cả phước bao hàng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ vai đức của chư Phật, do nhờ vai đức của giáo pháp, do nhờ vai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tu mỹ mãn.
Dạ con xin sám hối với đại đức Pháp Trang, sư quên bỏ mic hay là sư không bỏ mic được nên con xin phép được để mic ngày xuống rồi ạ. À, sư quan hệ cho con. Ya ni tha phụ ta ni samma ca ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta le khe ta tha ca tăng đề qua mình nô sư vô chi tăng bồ tát nam ma sa na sư qua thì họ tu ya ni tha phụ ta ni samma ca ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta le khe ta tha ca tăng đề qua mình nô sư vô chi tăng tham mang nam ma sa na sư qua thì họ tu ya ni tháp hữu ta ni samma các ta ni phụng ma ni hòa già ni hòa anh ta lê khê ta tha các tặng đây qua manu sư bồ chi tăng sẵn khăn nam a sa na su qua thì hô tu hạng khu tá nào là chữ thiên hư trên địa cầu hoặc hạng khu tá nào là chữ thiên hư trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư Phật là các đấng giáo chủ đã được chứng quả giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ các pháp đã có giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu hoặc hàng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không định hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng con làm lễ chư tăng đa co giống nhau mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường cầu xin được phát sanh thành lợi chư thiên ngự trên hư không ma địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài viên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu chúng con vui thú đào màu tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha giá chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ đầu giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây. Chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong room Phật giáo năm truyền nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, chùa Pháp Vân, chùa Phước Quang, chùa Viên Giác, chư thiên chung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong room Phật giáo năm truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hộ độ chư tâm đức phát hệ khinh nan, bồ đề tăng kiên cố đạo quả sớm viên thành và cũng do quả phước này chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Ý đăng minh nhân banasmat cha yo ho tu, ý đăng minh nhân banasmat cha yo ho tu, ý đăng minh nhân banasmat cha yo ho tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất là ngài Liệu Tâm, quý ngài đã quan lâm vào room chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp thảo luận Phật pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc ngài Liễu Tông thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành room Phật giáo năm truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào room theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ room có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu hãy từ bi hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài, quỳnh kính cảm ơn tất cả đạo tràng Nguyên Trang, Nguyên Như, Vinh Kinh và tất cả quý anh chị em đạo hữu đã cho những câu hỏi.
Dạ, kính chúc, con kính chúc với ngài Nhật Quỳnh, kính chúc với anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Ca Dạ. Dạ, con xin phép được xuất mít để trong ban điều hành chúng con để bài kinh Châu Báo mà của ngài Tệ Siêu đã đọc. Dạ, kính mời đạo tràng hoan hỷ ngồi lại một chút xíu để nghe ngài Tệ Siêu đọc bài kinh Châu Báo trong cái mùa dịch này. Dạ, kính mời đạo tràng ráng hoan hỷ ngồi chờ chút xíu ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ. Yani tafuta ni samagata ni thumma ni vaya ni va antalekhe sape vavuta sumana pavantu atho vasakta chasunantu fasitang tasma hi futa ni same tasape methang karo thamma ni siya pachaya ni vacharato chaharam piye paling tasma hi nera katha apamata yang tin chivit tang ithava urang va sakve sva yang ratanang pali tang nado samang athitatha gate na idam vibhothe ratanang pali tang ete na sacche na svati hotu khayang viragang amatang pali tang yadachaga sakya buddhi samahito nate na thamme na samathi pinchi idam vithamme ratanang pali tang ê tê na sa chê na sa vá tê hô tô yam pô thạ sê thô pa rê văn na yê sư chinh sa ma thi ma năng ta đê cân nha ma hô sa ma thi na tê na sa mô na vê chê tê y đâm vê mê ra tà năng vá nê tăng ê tê na sa chê na sa vá tê hô tô yê bô kê la a ta sa tăng vá sa tha Chattari etani yugani hantite dakhi neya sukata sasavaka ete sudindani mahapalani idam visankhe ratanang vanitang ete nasacche nasuvati hotu ye sapayuta manasa dalahena nikamino vutamasa sannamhi te patipatta amata viyai halatham Bhutan putin phun chamana idam visankhe ratanang bani tang ete na sacche na svati hotu yathindathi lo patthavun siya chatakshivate si asambakam bayo tathupamang sapurisang kodami yo ariya sacchari avecha pasati idam visankhe ratanang bani tang ete na sacche na svati hotu ye ariya sacca ni vipha vat yanti gamphira panye nu sude sitani kincha pite ho su sakka matte na te phavang athama ma di yanti i idam vi sankhe ratanang ka ni tang e te sacce na svati ho saha va sada sada sampada yet chit chit taya chitamma cha hita phavang ti sakka yadi ti viti kit chit tình chị si lập và tăng qua bị gia đa thiết kinh chị cho tu hấp ba ye hi cho nguyên tâm mô tu cha cha thiết tha na niệm pháp phu ca tung y đâm bí sanh khê ra ta năng và lệ tăng e tê na sa chê na su va ti hô tu kinh cha bi su cam mang ca rô ti pa pa tăng ca ye na va cha du la chê ta sa va a pháp phu su ta sa va ti chê a pháp ta đi thập pada sự vô ta thì đâm bí sanh khê ra ta năng và lệ tăng ê tê na sa chê na sa va ti hô tu quân áp a gâm bê dạ tha phô sa chấp gim phô sa tập đi gim ha na ma se pa tham a s ming gim he ta thu pa mang tham ma va răng a đê sa di ni pa na ca mừng pa ra năng hi ta dạ
idam pi buddhe ratanang vani tang ete na sacce na savati hotu varo varanyo varado varaharo anuttaro thamma varang adesiyi idam pi buddhe ratanang vani tang ete na sacce na savati hotu khi năng pura năng na quang na thi sam phavang viratta viratta citta yat ke phavasvin tê thi đà phi cha a vô rừng hi chan đa dạ tha đi tăng thi thi ra dạ tha dâm bà đi bô y đâm bì sang khê ra tà năng bà đi tăng ế tê na sa chê na sa vô phi hô tu dạ ni tha phụ ta đi sa ma ta ta đi phụm ba đi qua dạ đu gà an ta lê khê ta tha gà tăng đi vô mà nuôi sa phu chi tăng phu thăng na ma sa ma sa vô phi hô tu Ya ni tha phu ta ni sa ma ta ta ni phum ma ni va ya ni va an ta đi khi ta tha ga tăng đi va ma nu sa phu tăng tham măng na ma sa ma sa va thi hô tu Ya ni tha phu ta ni sa ma ta ta ni phum ma ni va ya ni va an ta đi khi ta tha ga tăng đi va ma nu sa phu chi tăng sang khăn na ma sa ma sa va thi hô tu